chương 2144, Minh Ma Chu Tiên Trận. Tốt, thiên phượng đại đế thần sư tử đại đế bọn người một mực tại chú ý tình huống bên trong, nhìn thấy hạ vũ bị giang giật mấy chục con đại thủ ấn phong tỏa sở hữu đường lui, phía sau trong thông đạo hấp lực kinh khủng, liền phải đem hạ vũ hút đi vào về sau, toàn bộ lớn tiếng gọi tốt. Hai vị yêu tộc đại đế cũng không phải là rất hiểu giang giật thế giới kia, nhưng giang giật có thể đem nhiều người như vậy chuyển di đi vào, có thể lợi dụng thế giới này ghé qua đến bất kỳ địa phương. Tại thiên phượng đại đế thần sư tử đại đế trong lòng, Giang giật cái này cái thế giới thần kỳ tới cực điểm, Giang giật muốn đem hạ vũ làm đi vào khẳng định có đạo lý của hắn, chỉ cần hạ vũ trở ra, cái này đại chiến còn kém không cần nhiều kết thúc. Ý nghĩ là tốt, sau một khắc, trong mọi người tâm còn không có triệt để kích động lên, thế cục tự nghịch chuyển. Hừ, hạ vũ thân thể đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, tiếp lấy cả người hóa thành một đạo khói đen, nhẹ nhõm theo Giang giật đại thủ ấn chặn đường bên trong đâm qua, đồng thời một thanh khổng lồ liêm đao xuất hiện, nàng cái kia đạo khói đen tiến vào liêm đao, liêm đao quang mang tăng vọt đối giang giật đột nhiên bổ tới. Xuy suy bốn phương tám hướng thiên địa chi lực nương theo lấy liêm đao đánh xuống, đều bị khiên động, đi theo liêm đao ngưng tụ tại giang giật thân thể bốn phía, đem cái này một mảnh không gian hoàn toàn chấn áp. Giang giật trừ phi có thể ngăn cản những này thiên địa chi lực chấn áp, nếu không ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem liêm đao bổ tới. Hạ vũ vận dụng việt chiêu, phía ngoài thời gian tại thời khắc này tựa hồ cũng động lại, toàn bộ ánh mắt khóa chặt giữa không trung giang giật cùng hạ vũ, muốn nhìn một chút giang giật làm sao ngăn cản một chiêu này. Thanh đế đã từng đã luyện thành người đao chi thân, rất rõ ràng hạ vũ cũng đã luyện thành người đao chi thân, thân thể của mình cùng cái kia thanh huyết hồng sắc liêm đao hòa làm một thể. Cái này huyết hồng sắc liêm đao là cùng theo minh đế nhiều năm binh khí, không nói so hỏa long kiếm mạnh, nhưng ít nhất không yếu quá nhiều. Tốt cường đại thiên địa chi lực, giang giật sắc mặt ngưng trọng, thân thể bị thiên địa chi lực trấn áp căn bản không động được. Mặc dù Hạ Vũ là mượn nhờ thiên địa chi lực, nhưng rất rõ ràng nàng mượn nhờ phi thường thành công, điều tập rất nhiều thiên địa chi lực trấn áp chính mình. Liêm đao là công kích chủ lực, cái này liêm đao bên trên sáng lên màu đỏ đen tia sáng chói mắt, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, bị chém chúng một đao chắc chắn sẽ không dễ chịu. Hừ, tới đi, đã Hạ Vũ liều mạng, Giang Giật đương nhiên sẽ không lưu thủ. Cái này mấy ngày hắn không phải rõ ràng lĩnh hội, hạ vũ là mượn nhờ thiên địa chi lực hắn lại là trưởng khống thiên địa chi lực đây là bản chất khác nhau mà lại giang giật có thể trong nháy mắt điều động thiên địa chi lực vượt qua hạ vũ ngoài tưởng tượng mượn nhờ ngươi có thể mượn nhờ bao nhiêu giang giật lại là có thể trong nháy mắt điều động hắn có thể trưởng khống sở hữu thiên địa chi lực giang giật trước đó đối chiến biểu hiện được rất không lưu loát không đủ tự nhiên không đủ thuận hoạt kỳ thật hắn là cố ý hắn thiên địa chi lực là tuyệt đối trưởng khống làm sao có thể không vận dụng tự nhiên hai tay của hắn sáng lên đạo đạo tinh mang, đột nhiên hướng hai bên đẩy, từng đạo minh mông thiên địa chi lực xuất hiện, hắn điều tập thế giới của mình bên trong vô cùng một ngày địa chi lực, lập tức đem phía ngoài thiên địa chi lực đánh sơ sát, đồng thời chấn áp phương viên mười giảm không gian. Xoạt, cái kia thanh huyết hồng sắc liêm đao bỗng nhiên tại giang giật phía trước trăm trượng, cường đại sung lực thế mà đều không thể di động một phần, có thể thấy được giờ phút này giang giật thả ra thiên địa chi lực khủng bố cỡ nào. Đi, giang giật trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, đột nhiên biến lớn đối phía trước liêm đao trùng điệp đánh xuống si hồng ở bên trong khống chế hỏa long kiếm tất cả pháp trận khởi động một cỗ hoảng sợ khí tức theo hỏa long kiếm bên trong truyền ra người đao chi thân đao không hủy người không vong vậy trước tiên đem cái này liêm đao cho chém đứt lại chém giết hạ vũ hỏa long kiếm là trên đời này binh khí mạnh nhất điểm này không cần hoài nghi nếu là tối cường vậy cái này lôi đình một bổ nhất định có thể chặt đứt liêm đao ong ong liêm đao sáng lên hào quang màu đỏ như máu ý đồ thoát khỏi thiên địa chi lực chân áp. Giang giật một tay múa, khống chế bốn phía thiên địa chi lực hướng liêm đao đẻ ép mà đi, liêm đao lập tức không động được. Giang giật cái này mấy ngày một mực tại nghiên cứu làm sao trưởng khống thiên địa chi lực, giờ phút này sơ có thành tựu hiệu. Cái này bốn phương tám hướng đều là hắn thiên địa chi lực, đều có thể trưởng khống, như còn để liêm đao đào tẩu, hắn không bằng tìm một khối đậu hũ đâm chết được rồi. Liêm đao cực lực vặn vẹo nghĩ rút đi, đáng tiếc Giang Giật đã triệu tập bốn phía tất cả thiên địa chi lực hướng liêm đao chân áp tới. Cái kia thanh to lớn hỏa long kiếm mang theo thế xét đánh lôi đình trùng điệp đánh xuống, chớp mắt đã đến liêm đao phía trên, đối liêm đao chặn ngang đánh xuống. Oanh, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, thanh âm kia tựa hồ vang lên tại sở hữu nhân tộc yêu tộc minh tộc trong linh hồn. Ở đây sở hữu quân sĩ cường giả đều linh hồn run lên, cảm giác một kiếm này tựa bổ vào bọn hắn trong linh hồn. Giang giác, huyết hồng sắc liêm đao đã nứt ra một vết nứt, cũng không có đứt gãy. Giang giật đôi mắt lạnh lẽo lần nữa điều tập rất nhiều thiên địa chi lực tiếp tục chấn áp, hỏa long kiếm bay lên không trung, tiếp tục hung hăng đánh xuống. ầm, um, sở hữu quân sĩ cường giả linh hồn lần nữa run lên, nội tâm đều nắm chặt. Nhân tộc yêu tộc nội tâm phi thường cấp bách hy vọng Giang giật có thể chém giết minh đế, minh tộc thì hy vọng minh đế thoát khốn phản sát Giang giật. Giang giác, huyết hồng sắc liêm đao chặn ngang đứt gãy, bất quá tại thời khắc này liêm đao đột nhiên chia năm xẻ bảy bạo liệt, mảnh vỡ hóa thành đầy trời màu đỏ sậm lưu quang hướng tứ phía tám mới bay bắn đi thiên địa chi lực thế mà không cách nào chấn áp huyết hồng sắc liêm đao bạo liệt phía trên đều có phù văn lấp lánh cái này rõ ràng là Hạ Vũ vận dụng cường đại minh thuật khống chế sở hữu mảnh vỡ Giang giật khe khẽ thở dài Hạ Vũ quá lợi hại như thế tình huống thế mà còn có thể phản kích hắn không cách nào chấn áp những mảnh vỡ này chỉ có thể lời đầu tiên bảo vệ bằng không hắn thân thể sẽ bị mảnh vỡ đâm thủng qua hắn một điều động thiên địa chi lực tự vệ bên kia hạ vũ thân thể hóa thành một đạo khói đen lướt tới đằng sau, ở giữa không trung ngưng kết xuất thân thể. Nàng trong đôi mắt đều là kinh nghi nhìn qua giang giật nhẹ nhõm triệu tập thiên địa chi lực đem mảnh vỡ từng mảnh từng mảnh đánh bay, cái kia thủ đoạn nào có nửa điểm không lưu loát cùng không tự nhiên ngược lại vận dụng đến như hỏa ngây thơ, huy sái tự nhiên. Không đúng, hạ vũ nhìn một chút càng thêm kinh nghi, giang giật thủ đoạn để nội tâm của nàng chấn động không thôi cũng kinh nghi liên tục, bởi vì nàng vừa rồi điều tập không ít thiên địa chi lực, vì sao Giang giật nhẹ nhõm có thể đánh sơ xác. Giang giật bên người đều là nàng triệu tập thiên địa chi lực, đều bị bao vây, Giang giật cũng không có từ bốn phương tám hướng không gian bên trong triệu tập, vậy hắn thiên địa chi lực ở đâu ra? Không nghĩ ra, Giang giật nhìn thấy hạ vũ trong mắt đều là hoang mang, biết rõ nàng đang hoài nghi mình thủ đoạn, hắn cười cười nói ra, không nghĩ ra ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi không có binh khí, còn thế nào ngăn trở công kích của ta chịu chết đi? Giang giật hóa thành một đạo hồng quang hướng hạ vũ bay đi, tóc đỏ bồng bềnh, trường bào màu đen phần phật, khuôn mặt như đau gọt phủ đúc, uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi, xem rất nhiều nhân tộc nội tâm càng thêm khuấy động không dứt. Giang giật từng bước ép sát mà đi, phía ngoài chiến đấu gần như đã đình chỉ, bởi vì phía ngoài chiến đấu đã cũng không có quá lớn ý nghĩa. Giang giật cùng hạ vũ ai có thể thắng, quan hệ đến tam tộc tồn vong, hạ vũ mà chết minh tộc không còn tồn tại, giang giật mà chết nhân tộc yêu tộc hôi phi yên diệt. Ha ha, Nhìn qua giang giật bay vụt mà đến, hạ vũ cũng không có quá kinh hoàng, nàng nở nụ cười xinh đẹp ánh mắt nhìn về phía phía ngoài bán quái sơn người bọn người, môi son thân khải nói, giang giật, người rất lợi hại, thực lực không thể so với năm đó vô danh lão quỷ yếu. Người hẳn là, miễn cưỡng có thể trưởng khống thiên địa chi lực A à bất quá coi như như thế, hôm nay người cũng muốn chết. Mở ra minh ma chu tiên đại trận, để sở hữu nhân tộc yêu tộc cùng giang giật đều hủy diệt đi. Hạ vũ lời nói rơi xuống, bán quái sơn người bọn người toàn bộ động thủ, nhưng không có công kích nhân tộc yêu tộc quân đội, mà là toàn bộ hướng Minh Vương Thành công kích mà đi. Oanh, từng đạo cuồn cuộn hắc khí điên cuồng đánh tới hướng Minh Vương Thành, bốn cái phong đế cấp mười mấy cái ngụy đế cấp liên thủ công kích phía dưới, Minh Vương Thành trong nháy mắt bị san thành bình địa. Minh Ma Chu Tiên đại trận, Giang giật sắc mặt khẽ giật mình, thanh đế năm đó tự bị vây ở Minh Ma Chu Thần trong đại trận. Muốn mở ra lại là Chu Tiên đại trận cái này rõ ràng sau so Chu Thần mạnh mẽ một cái cấp bậc A chương 2145, khốn cục, suy suy, minh vương thành bị san thành bình địa về sau, phía dưới xuất hiện một cái vô tận hắc huyên. Hắc huyên bên trong một đạo đạo minh khí trùng thiên mà lên thoáng cái tựu phóng đi trên không trung, tiếp lấy hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi, dùng tốc độ khủng khiếp tạo thành một nửa hình tròn hình đại trận bao phủ phương viên vạn lý không gian. Đại trận này, toàn bộ nhân tộc cường giả yêu tộc nội tâm không hiểu cảm giác được sợ hãi. Tại đại trận này phía dưới bọn hắn đều cảm giác thực lực tựa hồ bị áp chế, linh hồn bên trong không hiểu thấp thỏm lo âu, ngược lại minh tộc bên kia từng cái khí thế đại thịnh, trong mắt đều là sát ý. Không tốt, Giang giật nội tâm hơi hồi hộp một chút, cảm giác vấn đề nghiêm trọng. Tại đại trận này bao phủ phía dưới, linh hồn hắn vô cùng bất an cùng bực bội, tốc độ cũng giảm mạnh. Mà lại hắn điều động thoáng cái thiên địa chi lực phát hiện vận chuyển lại có chút không trôi chảy, rõ ràng là bị đại trận áp chế. Áp chế tốc độ cái này rất dễ lý giải, chính hắn thiên địa chi lực thế mà cũng có thể áp chế đại trận này chẳng lẽ là tiên giới đại trận không thành thật chẳng lẽ có thể chu tiên. Giang giật, mạnh nhanh truyền âm đột nhiên vang lên, đại trận này rất lợi hại, rất có vài phần tiên trận vận vị, người phải cẩn thận. Trận này ta có thể phá, nhưng ta không thể động thủ. Phá vỡ đại trận này ít nhất phải hai ngày thời gian, hình sự đại nhân lúc nào cũng có thể hội hạ giới, ta vừa động thủ liền sẽ bị bắt lại tại chỗ. Người thiên địa chi lực cảm giác cùng ta trưởng khống không giống, bất quá bất luận cái gì tình huống, trưởng khống liền là trưởng khống, vĩnh viễn mạnh hơn mượn nhờ, hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Mạnh nanh truyền âm để giang giật nội tâm trầm hơn nặng mấy phần, đại trận này mạnh nanh đều cần hai ngày mới có thể phá vỡ, sở dĩ hắn căn bản là không phá nổi đại trận, nghĩ đều không cần suy nghĩ. Ha ha, nhìn thấy giang giật sắc mặt dây lát biến, đôi mắt lấp lóe, hạ vũ huyền chuyển cười một tiếng nói ra, giang giật đừng hoảng hốt ha, người yên tâm đi, đại trận này không có người trong tưởng tượng mạnh như vậy thủ hạ người cường giả nhẹ nhóm có thể chống đỡ nửa ngày tả hữu quân đội cũng có thể trèo chống nửa canh giờ sở dĩ người còn có chính là thời gian người muốn người có thể tải trong vòng nửa canh giờ đánh giết ta tự vạn sự thuận lợi hạ vũ đối với nàng đại trận phi thường tự tin cái này minh ma chu tiên đại trận thế nhưng là nàng nghiên cứu gần vạn năm mới làm ra toàn bộ minh giới chỉ có hai tòa một tòa tại minh đế thành một tòa ngay tại cái này minh vương thành một khi khởi động trong đại trận năng lượng có thể chống đỡ 10 ngày. Đại trận này có thể liên tục không ngừng phóng thích minh ma tử khí, có thể áp chế minh tộc bên ngoài toàn bộ sinh linh chiến lực. Hạ Vũ nói nửa canh giờ không phải dọa người, phổ thông quân đội tại như thế nồng đậm minh ma tử khí bao phủ xuống, trong vòng nửa canh giờ tuyệt đối sẽ bị ma hóa, biến thành minh nô, vĩnh sinh bất tử. Dầm dầm dầm, phía ngoài minh tộc vừa rồi chú ý Hạ Vũ cùng Giang giật chiến đấu, giờ phút này đều thu sạch đến mệnh lệnh không dám nhìn nhiều. Đã khởi động minh ma chu tiên đại trận, vậy liền đem sở hữu nhân tộc yêu tộc đại quân đánh giết ma hóa lại nói. Hỗn độn trùng phong trùng thụ yêu quả nhiên cũng bị áp chế. Giang giật nhìn lướt qua nội tâm triệt để trầm xuống, hỗn độn trùng phong trùng thụ yêu thậm chí thử thiết thú tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Trọng yếu nhất chính là phổ thông quân sĩ trong mắt có chút nổi lên một tia hồng quang, rõ ràng đã bị minh ma tử khí ảnh hưởng tới. Nửa canh giờ, hạ vũ không có lửa hắn, nhiều nhất nửa canh giờ nhân tộc yêu tộc phổ thông quân sĩ toàn bộ đều sẽ bị ma hóa, cái này mấy ngàn vạn quân đội thế nhưng là nhân tộc yêu tộc lực lượng cuối cùng một khi bị ma hóa giang giật cái này thiên đế có thể điều động người chỉ có mấy ngàn cái phong vương cấp ra ngoài giang giật có thể lập tức thông qua thế giới của hắn ra ngoài bên ngoài mở ra một cái thông đạo hoặc là để thiên đình thu nhập đi vào nhưng này a nhiều người nửa canh giờ làm sao có thể thu được nhanh như vậy lại nói hạ vũ có đại trận tăng phúc giống như nàng tại cái này nửa canh giờ đem mạnh nhanh cái này phong ấn phá đâu kia trước đó hết thảy cố gắng đều giao chi đông lưu hạ vũ chạy trốn hồng mông thế giới ức vạn vạn nhân tộc tính mệnh đáng lo chỉ có thể nghĩ biện pháp tại trong vòng nửa canh giờ diệt hạ vũ giang giật trong nháy mắt liền lấy định chủ ý phía ngoài minh tộc không đủ gây sợ hạ vũ là minh tộc hạch tâm không giết hạ vũ ức vạn vạn nhân tộc đáng lo thật vất vả hình sự đại nhân trở về tiên vực còn đem hạ vũ cho phong ấn như thế cơ hội trời cho cũng sẽ không lại có phượng tự người mang theo sở hữu nhân tộc yêu tộc phòng ngự trước triệu tập bộ phận quân sĩ vào thiên đình ta hội khống chế hỗn độn trùng cùng phong trùng thụ yêu giúp các ngươi ngăn cản một lát. Giang giật truyền âm ra ngoài, đồng thời truyền âm cho Kha Lộng Ảnh để Thiên Đình bay tới để phổ thông quân sĩ bay vào đi, ở bên ngoài sở hữu quân sĩ đều muốn bị ma hóa, nửa canh giờ có thể thu bao nhiêu tựu thu bao nhiêu đi. Lui, Thiên Phượng Đại Đế hét lớn một tiếng, khống chế nhân tộc quân đội nhanh chóng thu nạp, hỗn độn trùng phong trùng thụ yêu thì vây quanh ở nhân tộc yêu tộc bên ngoài bao quanh thủ hộ. Minh tộc bên kia thực lực toàn bộ phóng đại, tại bán quái sơn người cuồng đế bọn người tổ chức dưới điên cuồng phản công. Hạ vũ hạ lệnh không thể để cho nhân tộc yêu tộc đào tẩu, không thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc, phải không ngừng chiến đấu, để nhân tộc yêu tộc bề bộn nhiều việc ứng phó, dạng này có thể ma hóa đến càng nhanh. Dầm dầm dầm, cường đại minh vương đô là không khác biệt công kích, bọn hắn không cầu có thể đánh giết thiên phượng đại đế bọn người, chỉ cầu đem càng nhiều nhân tộc yêu tộc quân đội ma hóa, để bọn hắn không thể chạy trốn. Hưu, thiên đình bay tới, rất nhiều quân sĩ tại Kha Lộng Ảnh tổ chức dưới hướng thiên đình bay đi, bị truyền tống vào đi. Đáng tiếc Kha Lộng Ảnh chỉ có một người, mà lại thiên đình rõ ràng cũng bị áp chế, thu người tốc độ trở nên chậm. Nửa canh giờ nói làm nhiều con có thể thu nhập một nửa người đi, giống như thiên đình bị công kích, truyền tống người đem hội chậm hơn càng ít. Thiên đình mục tiêu lớn như vậy, làm sao có thể không bị công kích? Thiên đình vừa xuất hiện lập tức bị công kích, chính diện quân sĩ cũng không dám tới gần, chỉ có thể theo khía cạnh sau đằng sau truyền tống vào đi dầm 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 phong ấn trong không gian giang giật bắt đầu cùng hạ vũ đại chiến hắn thiên địa chi lực không cần tiền chút xuống đuổi giết hạ vũ nhưng mà hạ vũ căn bản không cùng hắn chính diện giao chiến mỗi lần giang giật công kích đều sẽ phóng thích thần thông chống cự một lát sau đó nhẹ nhõm ở bên trong du tẩu hạ vũ xào trá như hồ nàng hiểu rõ nhất lợi dụng lòng người cùng quỹ tích lừa giết cường giả phía ngoài nhân tộc từng mảnh từng mảnh bị ma hóa giang giật nội tâm hội càng ngày càng nhanh tâm một khi cuống lên liền sẽ loạn liền sẽ mất đi tỉnh táo cùng lý trí, sẽ xuất hiện nhược điểm cùng sơ hở. Đến lúc đó nàng liền có thể như một đầu như rắn độc đánh chúng giang giật yếu hại, nhất kích tất sát. Giang giật hoàn toàn chính xác có chút lòng rối loạn, nhìn xem bên ngoài từng mảnh từng mảnh nhân tộc yêu tộc bị đánh giết, bị ma hóa, nhìn thấy ma hóa quân sĩ bắt đầu phản sát người một nhà, nếu như hắn còn có thể bình tĩnh xuống tới hắn liền là thánh nhân. Mà lại hắn thiên địa chi lực theo công kích càng ngày càng ít, lần trước phá hủy Hạ Vũ liêm đao duy nhất một lần tựu điều động một phần mười liên tục không ngừng công kích giờ phút này thiên địa chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa một khi thiên địa chi lực sử dụng hết hắn không nói đánh giết Hạ Vũ chính mình cũng sẽ bị Hạ Vũ giết chết tỉnh táo tỉnh táo Giang giật ép buộc chính mình tỉnh táo lại chỉ là phía ngoài tiếng nổ tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ từng tiếng lọt vào tai để hắn căn bản là không có cách tỉnh táo Thiên đình còn tại nhanh chóng thu lấy nhân tộc yêu tộc quân sĩ chỉ là thiên đình biến thành trọng điểm đối tượng công kích, rất nhiều nhân tộc yêu tộc quân sĩ hướng thiên đình bay đi, ở nửa đường lại bị oanh thành thịt nát. Tình thế càng ngày càng ác liệt, chương 2146, trưởng khống liền là trưởng khống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Giang giật trong đầu giờ phút này một mực hiển hiện ba chữ này, theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, theo thiên địa chi lực tiêu hao, nội tâm của hắn càng thêm cấp bách. Bán quái sơn người cuồng đế còn có mặt khác hai cái phong đế cấp minh vương, tại minh ma chu tiên đại trận tăng phúc phía dưới giờ phút này chiến lược đã biêu hãn tới cực điểm thiên đình ở trên không bay múa mỗi lần vừa mới nghĩ thu lấy bộ phận người lại bị mấy cường giả liên tục công kích có bộ phận quân sĩ cũng không kịp tới gần thiên đình tự bị oanh sát minh tộc quân sĩ chiến lược đồng dạng tăng phúc hướng nhân tộc yêu tộc bên này từng bước ép sát hỗn độn trùng phong trùng thụ yêu không thể công kích chỉ có thể phòng ngự sở dĩ đều biến thành bia sống đã bị đánh giết không ít còn có thế mà bị ma hóa tiểu mãnh để hỗn độn trùng phong trùng tiến công giang giật phát hiện vấn đề hỗn độn trùng cùng phong trùng phòng ngự ý nghĩa không lớn để thụ yêu đứng vững là được hỗn độn trùng phong trùng có thể xuất kích tận khả năng đánh giết càng nhiều minh tộc quấy nhiễu minh tộc tiến công tiểu thú ngay tại giang giật trong tay áo thân thể xuất hiện trên đầu độc giác quang mang lấp lánh toàn bộ hỗn độn trùng phong trùng cũng bay bắn mà ra hướng minh tộc bên kia áp đi đáng tiếc minh tộc nhiều lắm minh tộc thực lực tổng hợp tăng lên một cái cấp bậc ngụy đế cấp minh vương đô miễn cưỡng nhưng so sánh phong đế cấp. Hỗn độn trùng phong trùng từng mảnh từng mảnh bị rào sát, đoán chừng toàn bộ hủy diệt cũng chỉ là mấy nén hương vấn đề thời gian. Mặc kệ, mặc kệ bên ngoài bất cứ chuyện gì, Giang giật ngoan tâm nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu chuyên tâm công kích hạ vũ. Đã hắn đã hạ quyết tâm chặn đánh giết hạ vũ, như vậy cục thế bên ngoài mặc kệ biến thành cái dạng gì, hắn đều quản không được, dù là tất cả mọi người người chết hết, hắn cũng vô năng bất lực hắn nhất định phải quên chuyện bên ngoài, quên hết mọi thứ chuyên tâm đối phó Hạ Vũ. Hạ Vũ mới là trọng yếu nhất, không giết Hạ Vũ hết thảy cố gắng đều sẽ giao chi đông lưu, tất cả mọi người chết đều là hy sinh vô ích. Đến đằng sau, Giang giật dứt khoát đóng lại giác quan thứ sáu, bất kỳ cái gì thanh âm đều truyền không vào trong đầu của hắn. Hắn tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái chỉ khóa chặt Hạ Vũ, một bên tiếp tục công kích, một bên trong đầu điên cuồng chuyển động, nghĩ đến làm sao phá vỡ hôm nay cục này. Hạ Vũ có như biển trí tuệ, bằng vào âm mưu quỷ kế khẳng định không đánh chết nàng. Vừa rồi vốn muốn đem nàng làm vào thế giới của mình, cuối cùng lại bị nhìn thấu. Làm một cái đại trận phong ấn nàng, nàng lại khởi động một cái càng khủng bố hơn đại trận phong ấn tất cả mọi người. Sở dĩ muốn dựa vào mưu kế lừa giết nàng cơ hồ là không thể nào, như vậy chỉ còn lại một con đường, dùng lực đánh giết, dùng tuyệt đối lực lượng chém giết nàng. Giang giật nắm giữ lực lượng rất mạnh, hắn vừa rồi một lần điều động một phần mười thiên địa chi lực, Hạ Vũ đều bị chân áp không thể chạy trốn. Vấn đề ở chỗ, Hạ Vũ căn bản không tới gần hắn, tốc độ của hắn bị áp chế, đuổi không kịp Hạ Vũ. Hạ Vũ hiểu mượn nhờ thiên địa chi lực, mà lại mượn nhờ cũng không ít, Giang giật công kích Hạ Vũ có thể nhẹ nhõm hóa giải, sau đó ở bên trong du tẩu, Giang giật không cách nào chân áp hắn. Chỉ có một cái biện pháp, Giang giật triệu tập còn lại sở hữu thiên địa chi lực, chân áp rộng lớn hơn không gian, đem Hạ Vũ chân áp nhưng giống như không chấn áp được đâu giống như giết không chết hạ vũ đâu hắn đem tất cả thiên địa chi lực tiêu hao cái cuối cùng không tốt liền sẽ bị hạ vũ phản sát không phải vạn bất đắc dĩ giang giật không muốn mạo hiểm dễ dàng như vậy thất bại thảm hại trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động suy tư thôi diễn ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết trong đầu của hắn chuyển động tốc độ lại đạt đến mấy vạn lần một hơi thời gian mấy ngàn cái suy nghĩ trong đầu hiện lên thôi diễn thật nhanh người thiên địa chi lực cảm giác cùng ta trưởng khống không giống bất quá bất luận cái gì tình huống, trưởng khống liền là trưởng khống, vĩnh viễn mạnh hơn mượn nhờ, hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Giang giật trong đầu hiện lên mạnh nhanh, mạnh nhanh đối với hắn thế giới không hiểu rõ, nhưng cảm ứng được hắn thiên địa chi lực cùng hồng mông thế giới khác biệt. Sở dĩ không dám quá nhiều chỉ điểm giang giật, để chính hắn đi tìm tòi. Vạn biến không rời trong đó, bất luận là nơi nào thiên địa chi lực đều là thiên địa chi lực, trưởng khống liền là trưởng khống, mượn nhờ liền là mượn nhờ, đây là có bản chất khác nhau. Đáng tiếc, Giang Giật không phải thông qua bình thường trình tự, từng bước một đi tham mộ thiên địa pháp thì, đi mượn nhờ thiên địa chi lực, đi trưởng khống thiên địa chi lực. Sở dĩ hắn đối với làm sao trưởng khống thiên địa chi lực không hiểu nhiều lắm, hết thảy đều cần chính hắn đi thể hội, đi cảm ngộ. Đến lúc ôm chân Phật, Hạ Vũ nhìn thấy Giang Giật nhắm mắt lại lông mày nhíu chặt, công kích nàng lúc cường độ cũng nhỏ rất lắm miệng sừng lộ ra vẻ đùa cợt. Giang Giật thủ đoạn quá đơn nhất, liền là mượn nhờ thiên địa chi lực rầm rầm rầm, cũng không có quá nhiều kỹ xảo có thể nói, chỉ cần nàng không tới gần Giang Giật liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Đương nhiên Hạ Vũ cũng hoài nghi Giang Giật đây là mà tính, dẫn dụ nàng tới gần. Nàng cẩn thận là hơn không phản công Giang Giật, thời gian nàng hao tổn nổi Giang Giật lại hao không nổi, nên gấp chính là Giang Giật, nàng hạ quyết tâm không tới gần Giang Giật, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tình huống bên ngoài rất hỗn loạn, bán quái sơn người các loại chờ, một đám minh vương chân áp thoáng cái phong trùng hỗn độn trùng về sau, Phát hiện Thiên Đình thu tốc độ của con người tăng tốc, nhao nhao mặc kệ. Đều xuất thủ công kích Thiên Đình, ngăn cản nhân tộc yêu tộc quân sĩ truyền tống vào đi. Hỗn độn trùng cùng phong trùng sát đi minh tộc trong đại quân, dẫn đến bên này loạn thành một đoàn. Nhân tộc bên kia không ít quân sĩ bị ma hóa, bắt đầu phản sát người một nhà, cũng là loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Bất quá rất rõ ràng, nhân tộc yêu tộc bên này đánh bại, đã vượt qua ngàn vạn bị giết bị ma hóa. Theo thời gian trôi qua số lượng này sẽ kéo dài kéo dài bị chuyển di đi vào quân đội cũng vẻn vẹn chỉ có ngàn vạn. Tất cả cường giả đều không đi, lựa chọn tử chiến, cho cấp thấp quân sĩ trước cơ hội chạy trốn, dù sao minh ma tử khí quá nồng nặc, những này cấp thấp quân sĩ ngăn không được. Cũng may giang giật bên này có một ít thụ yêu, bán quái sơn người bọn người đang ngó chừng thiên đình, nếu không cho một đám minh vương của oanh loạn tạc, tử thương hội dùng hỏa tiến tốc độ bay thăng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giang giật còn tại nhắm mắt lại đuổi giết hạ vũ. Hỗn độn trùng phong trùng đã bị dọn dẹp đại bộ phận, thuộc yêu cũng kém không nhiều không còn, thử thiết thú tổn thương từng đống, thiên phượng đại đế bọn người ánh mắt nhìn về phía phía bắc giữa không trung giang giật, nội tâm nặng nề thở dài. Giống như giang giật tại một nén nhang bên trong, còn không thể nghĩ đến biện pháp diệt sát hạ vũ, sợ là những này nhân tộc yêu tộc quân đội đều muốn bỏ mình ma hóa. Giết, 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 đem nhân tộc yêu tộc toàn bộ giết sạch. Hỗn độn trùng cùng phong trùng bị đại bộ phận chấn áp đánh chết, còn lại một số nhỏ không đủ gây sợ, minh tộc bên kia bất loạn. Mấy cái minh vương điều tập đại lượng minh tộc quân đội hướng nhân tộc yêu tộc bên này tiếp cận, chuẩn bị thanh lý còn lại không nhiều thụ yêu, sau đó quy mô tiến công. Một khi minh tộc quy mô tiến công, nhân tộc bên này sẽ loạn hơn, sẽ tử thương càng nhiều. Bởi vì muốn chống cự minh tộc tiến công, bị ma hóa nhân tộc yêu tộc quân đội hội bội số gia tăng. Khó khăn đạo nhân tộc yêu tộc nhất định hủy diệt sao. Rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng nội tâm triệt để trầm xuống, bọn hắn một bên công kích, ánh mắt một bên nhìn về phía giang giật, giang giật là bọn hắn sau cùng hy vọng, là nhân tộc yêu tộc sau cùng trông cậy vào. Ông, mấy hơi thời gian về sau, giang giật đôi mắt đột nhiên mở ra, trên người hắn khí thức đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, cả người tựa như một vòng trích dương lóa mắt, hấp dẫn vô số nhân tộc yêu tộc minh tộc ánh mắt. Giang giật trên đầu tóc đỏ không gió mà bay, hắn dừng lại ở giữa không trung cười to lên, ta đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu. Trường khống liền là trường khống, cùng mượn nhờ hoàn toàn chính xác có bản chất khác nhau. Đã ta có thể trưởng khống của ta thế giới chi lực, vì sao không thể trưởng khống hồng mông thế giới thiên địa chi lực thiên địa chi lực bản chất đều là giống nhau, đều là giống nhau. Ha 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 ha, hạ vũ, lần này chỉ sợ làm người thất vọng, người cái này bất tử chi thân, cũng muốn chết đến cái chết. chương 2147, Thượng Tiên, Giang giật trước đó một mực lâm vào một sai lầm tư duy bên trong. Hắn nắm giữ không gian chi lực là chính mình không gian chi lực, Hắn là thế giới của mình chúa tể, cho nên có thể trong khống chế hết thảy tất cả. Gia hồng mông thế giới hắn nhưng vẫn là thì ra là giang giật, phía ngoài thiên địa chi lực hắn căn bản không thể trưởng khống cùng mượn nhờ. Sự thật cũng là như thế, giang giật trước đó thử một cái, phát hiện hồng mông thế giới thiên địa chi lực hắn đều không thể mượn nhờ, chớ nói chi là nắm trong tay. Cảnh giới của hắn còn tại phong vương cấp, không đạt tới phong đế cấp là không cách nào mượn nhờ thiên địa chi lực, chỉ có thể mượn nhờ nguyên tố chi lực. Tại vừa rồi hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt, trường khống liền là trường khống, mặc kệ bất luận cái gì thế giới thiên địa chi lực, bản chất đều là giống nhau. Đều là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang mũi nhọn, hắc ám, phong, lôi điện các loại chờ sở hữu năng lượng mẫu thể, bên trong ẩn chứa nguyên tố đều là giống nhau. Nếu là đồng dạng, vì sao hắn không thể khống chế phía ngoài thiên địa chi lực trên bản chất hắn là có thể trưởng khống, còn kém trưởng khống phương pháp. Phương pháp này giang giật tại vừa rồi đã nghĩ rất kỹ, hoàn toàn trưởng khống giang giật làm không được hắn không cách nào triệu tập hồng mông thế giới thiên địa chi lực nhưng hắn có thể lấy chính mình thiên địa chi lực cùng hồng mông thế giới thiên địa chi lực dung hợp a bản chất đều là giống nhau vậy khẳng định có thể dung hợp chỉ cần có thể dung hợp thế giới này thiên địa chi lực giang giật đối khu vực phụ cận có tuyệt đối trưởng khống sở hữu thiên địa chi lực đều có thể bị hắn trưởng khống liền có thể nhẹ nhõm đánh giết hạ vũ trưởng khống quả nhiên là trưởng khống hạ vũ nghe được giang giật trong lời nói hoảng hốt nàng bắt đầu cũng có chút hoài nghi Giang Giật phải chăng đã học được trưởng khống thiên địa chi lực nghe xong xác định Giang Giật đã học xong trưởng khống. Trưởng khống A, à, đây chính là nàng một mực tha thiết ước mơ trạng thái, nàng cùng cửu dương thiên đế kỳ thật đều biết, các nàng muốn tiến thêm một bước, muốn mở ra tiên vực chi môn, vậy thì nhất định phải trưởng khống thiên địa chi lực. Tiên vực chi môn nói là một đạo môn, kỳ thật liền là mượn nhờ cùng trưởng khống ở giữa cái kia đạo khảm. Người muốn nghịch thiên, thiên khẳng định hội ngăn cản ngươi, coi như ngươi có thể mượn nhờ lại nhiều thiên địa chi lực, lực lượng này vẫn là thiên địa, ngươi là không cách nào nghịch thiên. Nhưng trưởng khống lại không giống, ngươi cũng có thể trưởng khống thiên địa chi lực, ngươi đã cùng thiên nhất dạng, thiên làm sao còn có thể kháng cự ngươi còn thế nào ngăn cản ngươi đi vào tiên vực làm sao ngăn cản ngươi nhảy ra ngũ hành, trường sinh bất tử. Vù vù, giang giật đã bay vụt mà đến rồi, hạ vũ chỉ có thể cắn răng chống đi tới. Nàng cũng không bảo tồn thực lực, liêm đao không có, hắn lấy ra một cái trường thương màu trắng đối giang giật hung hăng đâm tới vù vù thương ảnh bắn ra như một đầu dao long xoay tròn mà đi bốn phương tám hướng thiên địa chi lực đều bị khiên động đi theo đầu này dao long hướng giang giật quấn giết tới tới tốt lắm giang giật hét lớn một tiếng hắn không có đi ngăn cản một thương này mà là thả ra một chút thiên địa chi lực tràn ngập phụ cận không gian đi dung hợp hạ vũ khiên động thiên địa chi lực trước đó giang giật cả mộ biện pháp cùng mạch suy nghĩ chỉ là trong đầu của hắn thôi diễn ra thôi hiệu quả thực sự như thế nào còn muốn hắn đi thí nghiệm đi xác minh giống như dung hợp thất bại kia giang giật tựu không vui một trận hết thảy đều về tới nguyên điểm kia cây trường thương ngưng tụ hư ảnh còn tại như thiểm điện đâm tới giang giật lại nhắm mắt làm ngơ hai tay của hắn vươn ra con mắt còn nhắm lại tập trung cao độ cảm ứng bốn phía đi dung hợp bốn phía thiên địa chi lực quả nhiên sau một khắc giang giật con mắt tựu mở ra hắn đôi mắt chỗ sâu đều là vui sướng hết thảy đều cùng hắn thôi diễn giống nhau như đúc hắn đã nhẹ nhõm đem chính mình thiên địa chi lực cùng hạ vũ khiên động thiên địa chi lực dung hợp đồng thời hắn đã có thể nắm trong tay tán hắn nhếch miệng cười một tiếng nhẹ nhàng phun ra một chữ hạ vũ khiên động thiên địa chi lực lập tức tản ra không có thiên địa chi lực cái kia đạo như giao long hư ảnh liền không có bất cứ ý nghĩa gì tán giang giật lần nữa phun ra một chữ khống chế bốn phía thiên địa chi lực đánh tan thương ảnh công kích bốn phía khôi phục bình tĩnh giang giật không có bị bất cứ thương tổn gì cái này cái này, cái này, làm sao có thể chẳng lẽ đây chính là trưởng khống chi lực. Hạ vũ thấy con mắt trợn to, tựa như ban ngày thấy ma, giang giật căn bản cũng không có vận dụng thiên địa chi lực công kích, nàng khiên động thiên địa chi lực công kích đột nhiên tự tiêu tán. Cái này chỉ có một lời giải thích, giang giật đã có thể trưởng khống thiên địa chi lực, hắn đã biến thành thượng tiên. Không có khả năng, đây không có khả năng ha. À. Hạ vũ rất nhanh lắc đầu, trở thành thượng tiên kia là siêu việt thiên địa, nhảy ra ngũ hành thiên địa pháp tắc khẳng định lại có dị động, thiên địa cũng sẽ có dị tượng, chẳng lẽ giang giật cũng không phải là học xong trưởng khống. Uống, quát, hay, hạ vũ khe kêu ba tiếng, liên tục không ngừng đâm ra thương ảnh, bắn ra một đầu to lớn giao long, khiên động lấy vô tận thiên địa chi lực. Nàng không tin tưởng giang giật có thể trưởng khống, nàng tuyệt đối không tin tưởng giang giật trở thành thượng tiên sự thật. Tán, 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 giang giật một đường chậm rãi bay tới, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đánh sơ sát hạ vũ công kích, Trang diện này cũng cảm giác hạ vũ rời lên từng cái cự thạch hướng giang giật đập tới, nhưng này ta cự thạch tới gần giang giật sau đều biến thành bùn làm, mà giang giật là một tòa hải, lại nhiều bùn tới gần đều có thể tan giã. Không đúng, không đúng, hạ vũ rất nhanh phát hiện một cái càng thêm kinh hãi sự thật, nàng khiên động thiên địa chi lực thế mà đều bị giang giật nắm trong tay. Giang giật bên người thiên địa chi lực càng ngày càng nhiều, giang giật một người lại tựa như một tòa núi cao hướng nàng nghiền ép mà đến, để nàng căn bản là không có cách kháng cự không đường có thể trốn. Minh Ma trưởng, Hạ Vũ thả ra bảo mệnh thần thông, cái này thần thông lịch sử nổ chết qua rất nhiều nhân tộc cường giả yêu tộc, giúp nàng trốn qua rất nhiều lần kiếp nạn. Giờ phút này nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào cái này tự vệ, hy vọng có thể nổ tung phong ấn, trốn được một mạng. Xuy suy, hai cái đẫm máu bàn tay đứt gãy bắn ra, sau đó nhanh chóng biến lớn, Hạ Vũ thì phi tốc lui lại, đồng thời trên thân thể sáng lên một đạo thất thải quang mang. Minh mông lực lượng tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phóng thích mạnh hơn công kích, hoặc là hóa thành một đạo lưu quang đào tẩu. Ừ, cái này Minh ma trưởng phi thường bá đạo, lần trước Giang giật tại hỗn độn chi khí bảo hộ phía dưới đều nổ đả thương. Giờ phút này hắn không dám khinh thường, điều tập phụ cận tất cả thiên địa chi lực ngăn tại phía trước mình, đi chặn đánh Minh ma trưởng. Oanh, Minh ma trưởng tao ngộ thiên địa chi lực chống cự, tại giang giật phía trước mấy ngàn trượng bạo liệt. Năng lượng kinh khủng tại thời khắc này kích phát ra đến, trong nháy mắt xé rách thiên địa, khắp nơi tầng không gian tầng xé rách, sụp đổ, lăn lộn. Kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, đánh thẳng vào cái này không gian, đánh thẳng vào phía ngoài phong ấn. Âm, um, cứ việc có thiên địa chi lực ngăn cản, giang giật vẫn là bị nổ bay, bất quá cũng không có thụ thương. Cũng may cái này trong không gian nhân tộc yêu tộc quân đội đã sớm lui về hắn thế giới, còn lại một chút minh nô thì bị không gian chi lực rảo sát, phía dưới mặt đất dòng giã bị trà sát mấy tầng, phong ấn không có phá. Giang giật nhìn lướt qua bốn phía có chút thở ra một hơi, chỉ cần phong ấn không có phá, hạ vũ liền chạy không được. Minh ma trưởng bạo tạc rất khủng bố, cái này phong ấn lại là mạnh nhanh hỗ trợ bố trí, tự nhiên không thể đánh tan. Chết, Giang giật bay đi, lần nữa điều tập thiên địa chi lực, hạ vũ nguyên khí đại thương còn thế nào cùng hắn chiến. Thưa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh, ha ha, hạ vũ ngay tại phong ấn bên cạnh, hai tay vẫn là đẫm máu, nàng nhìn qua giang giật nổ bắn ra mà đến không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại nhếch miệng cười nói, giang giật, người muốn giết chết ta nằm mơ đi. Người yên tâm, bản đế đào tẩu về sau, sẽ để cho các người vạn tượng tiểu giới nhân tộc yêu tộc toàn bộ biến thành minh nô, ha ha ha. Suy suy, hạ vũ trong thân thể sáng lên quang mang chói mắt, từng đạo minh mông năng lượng từ bên trong truyền ra, tựa như một vòng trích dương muốn bạo tạc. Không được, mạnh nhanh truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu, nàng muốn tự bạo nhục thân, nàng nghĩ linh hồn đào tẩu chuyển thế. Đại trận năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, ngăn không được nàng tự bạo, giang giật nhanh nghĩ biện pháp chấn tản linh hồn của nàng. chương 2148, không bằng đi cùng hắn. Tự bạo, giang giật đôi mắt co rụt lại, hạ vũ một đôi tay nổ tung tự gây nên lớn như vậy ba động, cái này toàn bộ thân thể tự bạo sinh ra bảo tạc uy lực nên lớn bao nhiêu. Cái này phong ấn dù sao không phải mạnh nhanh tự mình bố trí, mà là luyện chế ra một chút tiên thạch, vừa rồi chiến đấu đã tổn hao nhiều như vậy năng lượng, nếu quả như thật tự bảo phong ấn tuyệt đối ngăn không được. Nếu như là bình thường người tự bảo, cái này không quan trọng, dù sao tự bảo sẽ hình thần câu diệt. Hạ vũ lại khác, nàng có đặc biệt chuyển thế trọng tu chi pháp, linh hồn của nàng có thể tại tự bảo thời điểm trong nháy mắt thoát đi, đến lúc đó giang giật cùng mạnh nhanh đoán chừng đều ngăn không được. Một khi hạ vũ linh hồn đào tẩu, như vậy hết thảy cố gắng cũng đem giao chi đông lưu. Hạ vũ có thể thông qua đặc thù thủ pháp đưa tin cho thất giới minh tộc, đưa tin cho vạn tượng tiểu giới minh tộc, để bọn hắn toàn bộ động thủ ma hóa nhân tộc cùng yêu tộc. Hạ vũ trước đó có chỗ cố kỵ, sợ triệt để chọc giận giang giật, sợ hình xử đại nhân trách phạt. Giờ phút này nàng nhục thân bị hủy chính mình không cách nào thủ hộ minh tộc, minh giới sẽ bị giang giật triệt để dẹp yên, sở hữu minh nguyên sẽ bị hủy đi, dùng hạ vũ tính cách làm sao có thể không trả thù. Sở dĩ hạ vũ linh hồn nhất định phải đánh sơ xác nhất định phải để hạ vũ hình thần câu diệt, dạng này mới có thể một lao vĩnh giật. Một khi cho Hạ Vũ linh hồn chạy trốn chuyển thế đi nhận chức gì một cái giới diện bí cảnh, một cái minh tộc hoặc là một cái nhân tộc yêu tộc trên thân, muốn tìm được Hạ Vũ gần như không có khả năng. Làm sao bây giờ, Giang giật trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ, nhưng đều không có biện pháp quá tốt. Hắn thân thể còn không ngừng lui lại, triệu tập vô tận thiên địa chi lực ngăn tại phía trước, nếu không sẽ bị tươi sống nổ chết. Suy suy, Hạ Vũ khí tức trên thân càng ngày càng cuồng bạo, trong thân thể minh khí, thiên lực, tiên linh lực tất cả năng lượng đều thiêu đốt, chỉ vì đem bạo tạc lực đạt tới cực hạn, xé rách phong ấn linh hồn đào tẩu. Ta tới đi, tại giang giật thúc thủ vô sách lúc, hắn trong tay áo hỏa linh châu bên trong truyền đến một đạo hư nhược thanh âm, xi si âm vang lên, bản tọa sống nhiều năm như vậy, cũng nên đến phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa thời điểm. Vô danh chết rồi, ta tàn hồn trên thế gian cũng không có ý nghĩa gì, không bằng đi cùng hắn. Giang giật, về sau chúng ta yêu tộc liền dựa vào người bảo vệ, hy vọng người có thể thiện đãi bọn chúng, ông, si hồng tàn hồn theo hỏa long kiếm bên trong bay ra, hóa thành một đạo lưu quang nghĩa vô phản cố hướng hạ vũ phóng đi, hắn cuối cùng truyền âm nói, giang giật, đợi lát nữa của ta tàn hồn hội hồn phi phách tán, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp dùng đặc thù thần thông tại hạ vũ linh hồn bên trong lưu lại một tia ấn ký, người có thể thông qua hỏa long kiếm truy tung ấn ký chấn tán hạ vũ linh hồn. Oanh, si hồng vừa mới bay vào hạ vũ trong thân thể, hạ vũ thân thể tự ầm vang nổ tung, lần này bạo tạc cũng không so với một lần trước, lần này trực tiếp đem phong ấn đều cho xé rách, phong ấn chỗ phương viên trăm dặm không gian toàn bộ vỡ ra đạo đạo kinh khủng vết rách, kinh khủng sóng xung kích đem mặt đất lần nữa làm bóng mấy tầng. Phía nam nhân tộc cùng minh tộc mặc dù thật sớm đào tẩu, nhưng từng mảnh từng mảnh quân đội vẫn là bị xé rách, bị tạc bay. Phốc, giang giật đồng dạng bị tạc bay, thân thể còn bị nổ máu thịt be bét, triệu tập thiên địa chi lực đều bị đánh tan. Hắn trước tiên lấy ra thần thụ diệp trị liệu, ánh mắt hướng phía nam quét tới, liếc nhìn lại lấy làm kinh ngạc phía nam nhân tộc yêu tộc phỏng đoán cẩn thận bị tạc chết 500 vạn quân đội đồng dạng, minh tộc cũng bị nổ chết một hai trăm vạn. Bạo tạc trung tâm mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, phương viên trăm giảm hố sâu. Chết rồi, si hồng đại người hồn phi phách tán, giang giật cảm ứng thoáng cái, nội tâm một trận trầm thống. Si hồng vốn là rất suy yếu, hắn đều chưa kịp tìm hỏa chi nguyên cho hắn khôi phục, khủng bố như thế tự bạo, si hồng không hồn phi phách tán mới kỳ quái. Ừ, giang giật lấy ra hỏa long kiếm cảm ứng một phen, phát hiện một đạo khí tức chính hướng phương bắc như thiểm điện bay đi, lập tức như chút được gánh nặng. Si Hồng cũng không có uổng phí chết, hắn một khắc cuối cùng quả nhiên vận dụng bí thuật, tại hạ vũ linh hồn bên trong lưu lại ấn ký. Chết, 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 Si Hồng tàn hồn tiêu tán, để giang giật triệt để nổi điên, vị này đối với hắn mà nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, giúp hắn rất nhiều lần, cứu được hắn rất nhiều lần, không có Si Hồng hắn đã sớm chết. Hắn điên cuồng triệu tập thiên địa chi lực hướng minh tộc vỗ tới từng cái đại thủ ấn, Đồ sát lấy minh tộc quân đội, có một cái phong đế cấp minh vương ngay tại trong quân đội, bị Giang giật sống sờ sờ cho chụp chết. Trốn, bán quái sơn người cùng cuồng đế liếc nhau, cũng không dám lại dừng lại, Hạ Vũ tự bảo linh hồn đào tẩu, còn có ai là Giang giật đối thủ bọn hắn lưu lại chỉ có một con đường chết. Vấn đề là, trốn muốn làm sao trốn? Toàn bộ phủ cận phương viên vạn lý đều bị minh ma chu tiên đại trận bao phủ, Hạ Vũ linh hồn có thể nhẹ nhõm đâm xuyên ra ngoài, bọn hắn lại không biện pháp mà lại bán quái sơn người cùng cuồng đế đối với minh ma chu tiên đại trận căn bản không hiểu oanh giang giật hung hăng đánh ra một cái đại thủ ấn đem một cái khác phong đế cấp đánh giết tùy ý chụp chết mấy cái minh vương ánh mắt của hắn khóa chặt lặng yên lui về sau cuồng đế cùng bán quái sơn người có chút phiếm hồng trong ánh mắt đều là sát khí thấy bán quái sơn người cùng cuồng đế nội tâm run lên hiu hai người cũng không dám lại dừng lại phân biệt hướng một cái phương hướng chạy trốn có thể hay không chạy đi là một chuyện giữ lại chờ chết là một chuyện khác còn muốn trốn giang giật nhanh chóng tiện tay đánh ra mấy cái đại thủ ấn đem phụ cận 10 cái chạy trốn minh vương đánh giết thiên địa chi lực vận dụng như một đạo kiểu lưới kiếm sắc bén nhắm hướng đông bên cạnh cuồng đế đuổi theo hắn trong thế giới thiên địa chi lực không nhiều lắm nhưng hắn phát hiện một cái khiếu môn hắn có thể dùng chút ít thiên địa chi lực dung hợp phụ cận không gian thiên địa chi lực dạng này hắn liền có thể vận dụng phụ cận thiên địa chi lực công kích căn bản cũng không sợ tiêu hao có thiên địa chi lực tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ là mấy hơi thở tự đuổi kịp cuồng đế. Cuồng đế nghe phía sau tiếng gió, quay đầu nhìn lại nhìn thấy giang giật cặp kia phiếm hồng đôi mắt, hắn lập tức luống cuống, cắn răng thoáng cái quỷ trên mặt đất nói ra, giang giật, ta sai rồi. Linh hồn của ta bị minh đế loại hạ ma loại, ta cũng là thân bất do kỳ. Phan cầu ngươi tha ta một mạng, chỉ cần ngươi giúp ta khu trừ ma trùng, ta cho ngươi làm nô là bộc. Không cần, trả lời cuồng đế chính là ba cái lạnh băng băng chứ một cái vô hình to lớn thủ ấn vỗ xuống, cuồng đế cả người đều bị nhìn thành huyết vụ, triệt để chết đi. Hưu, Giang giật ánh mắt hướng một bên khác quét tới, thân thể hóa thành hồng quang nhanh chóng truy sát mà đi, bán quái sơn người hắn tất sát không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ cái này Minh Ma Chu Tiên đại trận làm sao phá vỡ, làm sao phá vỡ a? À? Bên kia bán quái sơn người đã chạy trốn tới đại trận biên giới, hắn vận dụng tất cả lực lượng đánh vào Minh Ma Chu Tiên đại trận bên trên, nhưng căn bản oanh không ra hắn cảm ứng được phía đông truyền đến phá vỡ âm thanh, nhìn thấy giang giật như gió chỉ điện giật bay tới, triệt để tuyệt vọng. Phân thân thuật, tại giang giật còn không có bay tới trước, hắn vận dụng bảo mệnh thần thông, thân thể một phân thành hai, hai phân thành bốn. Cuối cùng hóa thành mấy trăm bán quái sơn người hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Thiên địa chi lực, chân áp, giang giật cười lạnh một tiếng, điều động bốn phía thiên địa chi lực, đem phương viên trăm dặm không gian triệt để phong ấn chân áp. Những cái kia phân thân là giả, thoáng cái tựu bị đánh tan, bán quái sơn người chân thân chính hướng không chung vào tới, lại bị chấn áp đến tốc độ giảm mạnh. Không, trên bầu trời hư không chấn động, một cái bàn tay vô hình ấn ra hiện, đối hắn ẩm vang nện xuống, bán quái sơn người lưu lại một đạo tuyệt vọng gào lên đau xót, tiếp lấy cả người bị đập thành huyết vụ. Phường tử, sở hữu phong đế cấp bị chém giết, ngụy đế cấp minh vương cũng bị đánh chết hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 7-8 cái, thiên phượng đại đế cùng thần nghe đại đế đủ để ứng phó. Giang giật không còn chậm trễ thời gian, quát khẽ, nơi này minh tộc giao cho các ngươi, ta đi đánh giết hạ vũ tàn hồn. Giống như có thể phá vỡ đại trận này, các ngươi đem toàn bộ minh giới cho ta dẹp yên. chương 2149, Vạn Lý truy sát. Giết, thiên phượng đại đế bọn người toàn bộ tinh thần đại trấn, giang giật trước khi đi đem ngụy thiên vương bọn người theo thế giới của mình phóng xuất, một đám cường giả như sau sơn mãnh hổ đánh tới. Minh tộc bên này sở hữu phong đế cấp đều bị chém giết, ngụy đế cấp minh vương chỉ còn lại bảy tám cái, đối với thiên phượng đại đế cùng thần nghe đại đế tới nói hoàn toàn không có áp lực. Mặc dù tại minh ma chu tiên đại trận tăng phúc phía dưới, những này minh vương nguyễn cưỡng nhưng so sánh phong đế cấp, nhưng cùng chân chính phong đế cấp vẫn là có khác biệt. Mấu chốt nhất là hạ vũ nhục thân bị hủy, hạ vũ linh hồn chạy trốn, giang giật còn đem sở hữu phong đế cấp đánh chết. Minh tộc sĩ khí đại yếu, giờ phút này đều loạn thành một đoàn, căn bản không có chống cự chi ý. Hỗn độn trùng phong trùng cơ hồ bị chém giết, thụ yêu cũng còn lại không nhiều, thử thiết thú vết thương trồng chất, nhân tộc quân đội rất nhiều đều được thu vào thiên đình, còn lại quân đội đồng dạng tại thu lấy. Sở dĩ xuất kích chỉ có thiên phượng đại đế thần nghe đại đế cùng một đám ngụy đế cấp, còn có mấy ngàn phong vương cấp. Đối mặt hơn một ức minh tộc, cái này mấy ngàn người lại từng cái như phát cuồng bạo tẩu mãnh hổ, phóng đi minh tộc đại quân đổ sát, thế không thể đỡ. Rất nhanh, kia bảy tám cái minh vương bị đánh chết, Hai vị yêu tộc đại đế cùng Ngụy đế cấp bắt đầu đồ sát cao cấp minh tướng, những cái kia phong vương cấp thì đồ sát cấp thấp minh tộc. Hạ Vũ Đào Tẩu, phong đế cấp cường giả bị giết, Ngụy đế cấp minh vương cũng không còn một mống, minh tộc quần long vô chủ triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu. Bọn hắn không sợ chết, chưa từng sợ hãi cái chết, nhưng bọn hắn cũng có linh hồn, cũng sẽ sợ hãi, hội sợ hãi, hội tan tác. Phía ngoài minh ma chu tiên đại trận vừa rồi đối với minh tộc tới nói là chí thắng pháp bảo giờ phút này lại biến thành tử vong lao tù. Không có hạ vũ đại trận này căn bản không giải được, sở hữu minh tộc chỉ có thể ở bên trong chạy trốn tứ phía, điên cuồng công kích minh ma chu tiên đại trận nhìn xem có thể hay không phá vỡ đại trận này, trốn được một mạng. Kha lộng ảnh nhanh chóng đem nhân tộc cấp thấp quân đội thu nhập thiên đình, thỉnh thoảng khống chế thiên đình hướng minh tộc tụ tập nhiều nhất địa phương mãnh liệt va chạm nghiền ép, phá hư minh tộc chống cự. Thiên đình năng lượng không phải nhiều lắm, nhưng liền xem như một chút xíu, bình thường phong đế cấp minh vương đô rất khó công phá, chứa nói chi là những này cấp thấp minh tộc. Thiên đình cường đại phòng ngự, to lớn hình thể, giờ phút này biến thành minh tộc ác mộng. Rất nhiều cao cấp minh tướng nghĩ tổ chức đại quân chống cự, tận khả năng nhiều đánh giết một chút nhân tộc cường đại. Nhưng Kha Lộng Ảnh cỡ nào thông minh, nàng trực tiếp khống chế thiên đình cấp tốc bay đi, thiên đình cường đại xung lực nhẹ nhõm có thể nghiền ép từng mảnh từng mảnh minh tộc, mỗi lần va chạm mà đi là có thể đem mấy ngàn minh tộc tươi sống nghiền thành thịt nát. Tốt, thiên phượng đại đế ngụy thiên vương bọn người tinh thần đại chấn, nhao nhao đối kha lộng ảnh giơ ngón tay cái lên. Có kha lộng ảnh hỗ trợ hôm nay những này minh tộc toàn bộ đều lưu lại, một cái đều chạy không thoát. Giết, từng cái nhân tộc cường giả bạo hống, hôm nay trận chiến đấu này nhân tộc đợi hơn một vạn năm. Hôm nay nhất định là viết nhập nhân tộc yêu tộc lịch sử một ngày, giống như giang giật có thể chu sát hạ vũ, toàn bộ minh tộc sẽ không còn tồn tại. Hưu, minh giới phương Bắc, giang giật hóa thành một đạo quang ảnh bay thật nhanh, bất quá coi như tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, vẫn là cảm giác viên kia ấn ký cách hắn càng ngày càng xa. Hạ Vũ rất nhiều lần đều có thể linh hồn đào tẩu luân hồi chuyển thế, điều này nói rõ thần thông của nàng thủ đoạn đều là nghịch thiên cấp, giống như nhẹ nhõm có thể đuổi kịp linh hồn của nàng, nàng cũng không phải là không chết minh đế. Dạng này đuổi tiếp không phải biện pháp, cảm giác cái kia ấn ký rời đi hắn càng ngày càng xa, sang giật quả quyết tiến vào thế giới của mình, sau một khắc xuất hiện minh giới phương Bắc băng nguyên bên trong. Tây Bắc biên Giang giật lấy ra hỏa long kiếm cảm ứng một phen, thân thể về phía tây phía bắc cấp tốc bay đi. Nhưng mà đuổi một hồi, lại phát hiện tốc độ vẫn là so ra kém. Hạ vũ linh hồn chạy trốn tốc độ quá nhanh, bằng vào tốc độ của hắn, rất khó đuổi kịp, trừ phi hắn điên cuồng đem toàn bộ thiên địa chi lực đều tiêu hao. Hừ, Giang giật tự không tin tưởng. Hạ vũ linh hồn có thể có nhiều như vậy hồn lực có thể chống đỡ như thế cao tốc độ phi hành tiếp tục thời gian dài như vậy linh hồn của nàng có thể bỏ chạy cái nào không phải liền là tiềm ẩn nấp địa phương tiềm ẩn tìm an toàn địa phương chuyển thế sao? Truy, hôm nay coi như đuổi tới chân trời góc biển, giang giật cũng thể diệt hạ vũ linh hồn. Hắn tiếp tục truy tung, chờ mau đuổi theo không lên lúc, hắn tiến vào thế giới của mình bên trong, sau đó đâm xuyên đến phía trước. Ra minh giới, ba nén hương về sau, giang giật cảm giác phía trước liền là minh giới biên giới, hạ vũ linh hồn đâm xuyên ra ngoài. Nàng hẳn là phi thường tinh tường minh giới giữ không được, Giang giật tuyệt đối sẽ đem toàn bộ minh giới dẹp yên, sở dĩ chuyển thế chỉ có thể đi tìm bí cảnh, hoặc là tìm nhân tộc giới diện, hay là đi vạn tượng tiểu giới vân vân. Đại giới mặt gần như không có minh tộc cùng nhân tộc yêu tộc, hạ vũ muốn an toàn chuyển thế chỉ có thể đi tìm bí cảnh, hoặc là đi vạn tượng tiểu giới. Bí cảnh trừ phi đặc biệt ẩn nấp, hay là tu di không gian mới là an toàn, còn lại bí cảnh nói không chừng tự bị nhân tộc yêu tộc nhẹ nhóm quét sạch. Vạn tượng tiểu giới ngược lại là an toàn, dù sao có ức vạn cái vạn tượng tiểu giới, mỗi một cái giới diện đều có ức vạn vạn nhân tộc yêu tộc, Giang Giật có thể truy tra đạt được. Đi thiên cô giới, Giang Giật không dám tiếp tục đuổi đi xuống, vạn nhất si hồng lưu lại ấn ký bị hạ vũ luyện hóa nữa nha, hắn chuẩn bị đi phía trước tiệt hồ, từ phía trước chặn giết hạ vũ linh hồn. Suy, hắn mở ra thông đạo, sau một khắc ra thiên cô giới bên trong, sau đó lấy ra hỏa long kiếm cảm ứng. Hắn đôi mắt rất nhanh hưng phấn lên, bởi vì hạ vũ chính hướng thiên cô giới phương hướng chạy trốn mà tới. Đi, Giang giật bay đi, xông ra thiên cô giới. Thông qua hỏa long kiếm cảm ứng hướng hạ vũ linh hồn vào tới phương hướng bay đi. Chỉ cần hạ vũ linh hồn bị hắn tới gần, hắn liền có thể nhẹ nhóm chân áp, sau đó yên diệt. Trăm vạn lý, mười vạn lý, vạn lý. Giang giật cảm ứng được hạ vũ linh hồn ngay tại ngoài vạn dặm, lập tức toàn thân huyết mạch đều đang sôi trào. Tốc độ của hắn trong nháy mắt đạt đến cực hạn, đồng thời nhanh chóng triệu tập thiên địa chi lực đi theo, chuẩn bị trấn áp hạ vũ. Không được, tại ở gần hạ vũ tàn hồn ngàn dặm lúc, Giang giật phát hiện hạ vũ tàn hồn hướng một cái hướng khác chạy trốn, tựa hồ cảm ứng được hắn đến. Truy, Giang giật đem bên người thiên địa chi lực đều dùng làm lực đẩy, thôi động tốc độ của hắn, lần này tốc độ đạt tới kinh khủng trình độ. Chỉ là hạ vũ tàn hồn tốc độ quá nhanh, cũng không biết nàng dùng bí thuật gì, thế mà tốc độ có thể đạt tới mức kinh khủng như thế. Giang giật coi như đem toàn bộ thiên địa chi lực thôi động tốc độ, cũng không thể nhanh hơn nàng bao nhiêu. Ngàn dặm, 800 dặm, 750 rằng. giang giật thiên địa chi lực nhanh chóng tiêu hao, hắn cũng đã gần hao không nổi, nhưng hắn có thể làm sao chỉ có thể cắn răng quyết chống, tiếp tục đuổi giết. Ừ, Hạ Vô Tàn Hồn đột nhiên tiến vào trước mặt một cái tiểu bí cảnh bên trong, giang giật con mắt nổi lên hồng quang, triệu tập thiên địa chi lực đối cái kia tiểu bí cảnh hung hăng đập tới. Xuy suy, bốn phía thiên địa chi lực tề động, bị giang giật dung hợp điều động, hóa thành một cái vô hình đại thủ trưởng đối bí cảnh hung hăng đập tới hư không tứ phía tầng tầng dung chuyển một đạo cuồng bạo thiên địa chi lực ngưng tụ đại thủ trưởng hung hăng đập vào tiểu bí cảnh bên trên oanh cái này tiểu bí cảnh quá nhỏ đừng nói giang giật cái vỗ này liền xem như phổ thông phong đế cấp toàn lực công kích cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt giang giật cái này một đập xuống dưới toàn bộ bí cảnh trong nháy mắt băng liệt tựa như một khối to lớn thạch đầu bị trọng truy trọng kích bí cảnh chia năm xẻ bảy núi đá bùn đất bay vụt đầy trời bụi mù cuồn cuộn bốn phía hư không cũng vỡ ra đạo đạo khe hở lỗ thủng, lỗ đen, chàng diện nhìn phi thường dọa người. chương 2150, ngoài ý muốn phát hiện. Vẫn là chạy trốn, Giang giật cảm ứng một phen, phát hiện hạ vũ tại hắn nện xuống một khắc này, tàn hồn bay mất, tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy. Hắn đôi mắt phát lạnh hạ vũ quả nhiên có thể cảm ứng được hắn tới gần, không phải mới vừa ngẫu nhiên. Trốn ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể trốn bao xa ngươi hồn lực có thể chống đỡ ngươi trốn bao lâu. Giang giật tiếp tục đuổi đi, bất quá không dám giống như vừa rồi điên cuồng như vậy tiêu hao thiên địa chi lực, tốc độ thả chậm. Hắn chỉ cần xác định hạ vũ chạy trốn phương hướng, tùy thời có thể dùng đi phía trước chặn đường, hắn tự không tin tưởng hạ vũ hồn lực là vô cùng vô tận. Một nén nhang, hai nén hương, nửa canh giờ, hạ vũ như một đạo như lưu tinh một đường hướng đông, tốc độ chưa bao giờ giảm mạnh qua, giang giật chặn đường qua mấy lần, hạ vũ đều có thể sớm cảm ứng được, đường vòng tiếp tục chạy trốn. Giang giật dạng này bay căn bản không cần tiêu hao quá nhiều thiên địa chi lực, hắn cùng hạ vũ tiêu hao, bất diệt hạ vũ linh hồn, hắn quyết không bỏ qua. Thiên tượng giới, thiên vũ giới, đang bay qua thiên vũ giới về sau, hạ vũ tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Bất quá đang bay mấy ngàn vạn dặm về sau, linh hồn của nàng thế mà tiến vào một cái không gian vòng xoáy biến mất. Biến mất, Giang giật cảm ứng đến hỏa long kiếm, phát hiện triệt để đã mất đi hạ vũ linh hồn khí tức, hắn một phát hung ác thân thể hướng vòng xoáy bay đi không gian vòng xoáy rất khủng bố tiến vào rất có thể cả một đời cũng không ra được cứ việc giang giật có thể liên tiếp một cái lối đi đi vào thế giới của mình nhưng người nào biết rõ sẽ có hay không có ngoài ý muốn phát sinh đến giờ này khắc này giang giật tự không có suy nghĩ quá nhiều coi như vây chết ở bên trong hắn cũng nhất định phải đánh giết hạ vũ vòng xoáy lực lượng phi thường lớn giang giật vừa tiến vào vòng xoáy tự bị kéo vào thân tử không bởi tự chủ xoay tròn chuyển đầu của hắn đều choáng hắn dứt khoát đóng lại giác quan thứ sáu tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, mặc cho thân thể làm sao xoay tròn, hắn có thể bảo trì linh hồn không mê man đi qua. Rất nhanh hắn thân thể tiểu bị cuốn vào một cái kỳ dị trong thế giới, giang giật giữ vững thân thể, thần thức quét qua lập tức mừng rỡ. Nơi này lại là nửa quẻ tộc chỗ ẩn thân, nơi này là một cái tu di thế giới. Trước đó một mực có truyền ngôn, tam tộc chỗ ẩn thân tại phương bắc tu di thế giới bên trong, xem ra là tin đồn. Nửa quẻ tộc tại thiên vũ giới phụ cận, còn lại tam tộc khẳng định cũng không xa. Hừ, Giang giật phát hiện hạ vũ tàn hồn hướng một cái thôn xóm nhỏ bên trong bay đi, thân thể lập tức hóa thành hồng quang đuổi theo, phía dưới vô số võ giả bay vụt mà lên, nhưng thấy là Giang giật sau đều hoảng sợ bỏ trốn. Là Giang giật, toàn bộ mau trốn. Giang giật đại ma đầu hắn làm sao có thể biết rõ chúng ta nửa quẻ bí cảnh. Toàn bộ hướng mặt phía bắc chuyển di, tiến vào không gian đường hầm truyền tống ra ngoài, võ giả đi ngăn cản Giang giật. Giết, tại nửa quẻ tộc cường giả ngăn cản dưới, vô số quân đội cắn giang hướng giang giật vọt tới. Bọn hắn coi là giang giật là đến hủy diệt nửa quẻ tộc, sở dĩ chỉ có thể tử chiến đến cùng, để nửa quẻ tộc con dân đào tẩu. Lăn đi, nửa quẻ tộc cường giả cơ hồ chết hết, nơi này tối cường chỉ có phong vương cấp, đối với giang giật tới nói cùng sâu kiến không có khác nhau. Giang giật vô tâm cùng những này cấp thấp võ giả dây dưa, tiện tay vung lên đạo đạo thiên địa chi lực xuất hiện, đem bay tới võ giả chân áp, sau đó thiên địa chi lực khẽ động nhau nhau nghiền thành bột mịn, liền đập vỡ thịt đều không có để lại. Hạ vũ, người trốn không thoát, giang giật nổi giận gầm lên một tiếng, một đường đồ sát mà đi, phàm là đến gần nửa quẻ tộc võ giả đều bị chân áp đánh giết. Thời gian ngắn như vậy bị đánh giết nửa quẻ tộc võ giả đã đạt đến mấy vạn, nhưng bốn phương tám hướng nửa quẻ tộc cường giả vẫn là điên cuồng phóng tới. Giang giật, nghĩ diệt bản đế tàn hồn nằm mơ đi. Một đạo truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu, Hạ Vũ tàn hồn hóa thành một đạo lưu quang hướng bắc mới bay đi, đồng thời nàng tàn hồn bên trong thế mà xuất hiện một đạo hắc sắc quang mang, trong nháy mắt quét sạch nửa cái bí cảnh. Tại hắc quang bao phủ phía dưới nửa quẻ tộc con dân cùng quân đội thế mà đều không trốn, hướng Giang Giật điên cuồng vào tới, hóa thành bức tường người chuẩn bị ngăn trở Giang Giật. Lặn đi, lặn đi, cút, Giang Giật nổi giận đại hống, không còn có lưu thủ, rất hơn nửa quẻ tộc quân đội cùng con dân đã bị ma hóa, đã không phải là loài người hắn xuất thủ tự nhiên không có cố kỵ điên cuồng hướng phía trước đánh ra từng cái đại thủ ấn thân thể đi theo bay đi đáng tiếc nửa quẻ tộc nhiều lắm toàn bộ chắn trưởng thành tường giang giật muốn tốc độ công kích khó tránh khỏi hội chậm hơn một tia bên kia hạ vũ đã đi phương bắc linh hồn xông vào một cái không gian đường hầm biến mất không thấy lại không khí tức giang giật cảm ứng hỏa long kiếm phát hiện không có hạ vũ khí tức âm thầm gấp hạ vũ là tàn hồn hắn một mực có thể truy tung đến nhưng vạn nhất chuyển thế thành công trên người sở hữu khí tức đều sẽ bị che giấu, Giang giật đem rất khó truy tung đến. Chết, Giang giật gầm hét lên, điên cuồng đánh giết tứ phía tám mới bay tới nửa quẻ tộc, một đường bay đến phá vây, chỉ là mấy hơi thời gian hắn tựu đã tới phương Bắc. Nơi hắn đi qua lưu lại vô số huyết vụ, bị đánh giết nửa quẻ tộc đã đạt đến ít nhất mấy chục vạn, đằng sau vẫn là đen nghịt một mảnh. Đi, Giang giật không có thời gian đi phản ứng nửa quẻ tộc, về sau có nhiều thời gian thanh lý. Hắn thân thể xông vào không gian thông đạo bên trong, lối đi này hẳn là bán quái sơn người kiến tạo cũng không biết liên tiếp đi cái nào a à, bay ra thông đạo giang giật cảm giác thấy hoa mắt đi tới một mảnh hư không cái này hư không khí tức hắn có chút quen thuộc tựa như là thiên cương giới phụ cận hạ vũ đâu giang giật mờ mịt bốn phía quét qua hỏa long kiếm quang mang lấp lánh hắn lại đã mất đi hạ vũ khí tức hắn nổi giận ở giữa không trung đại hống vài tiếng trong mắt đều là không cam lòng cùng tức giận tỉnh táo vừa rồi chỉ là đã muộn mười hơi thời gian Hạ Vũ không có khả năng trốn quá xa, Si Hồng lưu lại ấn ký đã có thể kiên trì thời gian dài như vậy, Hạ Vũ khẳng định không cách nào thời gian ngắn luyện hóa, hoặc là căn bản không có phát hiện. Như vậy giải thích duy nhất Hạ Vũ tại phủ cận tìm được một cái thông đạo, đi tu di thời gian, hoặc là đi tiểu thiên thế giới, vạn tượng tiểu giới. Tìm, sang giật tại phủ cận cấp tốc cuồng bay, tìm kiếm lấy không gian vòng xoáy hoặc là không gian hắc động, khe hở, các loại chờ hết thảy có thể làm cho Hạ Vũ đào tẩu con đường. Không gian vòng xoáy một nén nhang về sau giang giật thành công tìm được một cái không gian vòng xoáy hắn đôi mắt lấp lóe cũng không có đi vào mà là tiếp tục tại phụ cận đi dạo nhìn xem phải chăng có cái khác không gian vòng xoáy lỗ đen loại hình không có hai nén hương về sau giang giật xác định hắn không do dự hướng cái kia không gian vòng xoáy phóng đi thân thể lóe lên một cái rồi biến mất xông vào vòng xoáy nội bộ quả nhiên tại người con ổn định về sau giang giật thần thức quét qua trong mắt quang mang lấp lánh không ngớt Nơi này hắn rất quen thuộc, đã từng tới, cái kia không gian vòng xoáy thế mà kết nối lấy thủy quyền. Thủy quyền là hạ vũ nhục thân ra đời thế giới, nơi này nàng hết sức quen thuộc, trốn về nơi này cũng là nghĩ tìm địa phương ẩn núp chuyển thế đi. Ông, hỏa long kiếm quang mang lấp lánh, giang giật rất nhanh nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn về phía biên giới tây nam nói, hạ vũ, xem ngươi có thể trốn bao xa coi như ngươi bỏ chạy thiên nhai rất lâu, ta tất sát ngươi. Ừ, biên giới tây nam một thế giới nhỏ mặt bên trong, hạ vô tàn hồn quang mang lấp lánh, nàng rất rõ ràng linh hồn nàng bên trong có một tia kỳ dị năng lượng từ đầu đến cuối dây dưa nàng. Giống như nàng không có tự bạo, linh hồn đạt tới toàn thịnh thời kỳ cái này năng lượng nàng nhẹ nhõm có thể luyện hóa hoặc là khu trục, giờ phút này chỉ còn lại tàn hồn, luyện hóa khu trục có chút khó khăn. Đáng chết, nàng vừa mới nghĩ luyện hóa cái này tia năng lượng, toàn bộ địa giới thiên địa chi lực tự có chút ba động, không đạt tới phong đế cấp căn bản sẽ không ảnh hưởng thiên địa chi lực, điều này nói rõ ràng giật đuổi tới đi, đi vạn tưởng tiểu giới. Hạ vô cắn răng quát khẽ một tiếng, không để ý tới đi luyện hóa si hồng lưu lại năng lượng, hướng phía nam tiếp tục chạy trốn. Nàng duy nhất hy vọng liền là bỏ chạy vạn tượng tiểu giới, sau đó tìm kiếm một cái nhân tộc yêu tộc lập tức chuyển thế, nếu không định bị giang giật cho diệt sát. chương 2151, quá độc, Thủy Quyền hạ vũ hiểu rất rõ, nàng cô thân thể này từ nhỏ đã tại cái này lớn lên, là Thủy Quyền chúa tể nữ nhi, đối với Thủy Quyền rất nhiều nơi đều phi thường tinh tường. Nàng biết rõ Thủy Quyền có một chỗ không cần truyền tống liền có thể đến vạn tượng tiểu giới, nàng chỉ còn tàn hồn làm sao truyền tống lại nói đến có người mở ra truyền tống trận A. Nàng tốc độ đạt đến cực hạn, chỉ là hao tốn mấy canh giờ tựu đã tới một cái tuyệt địa bên trong. Cái này tuyệt địa bên trong có kinh khủng Thủy Chi Nguyên, bất quá đối với hạ vũ tàn hồn tới nói hoàn toàn không có uy hiếp. Cái này tuyệt địa tại Hải Dương phía dưới, phụ cận đều là ngàn vạn năm hỗn độn thú, còn có một cái kinh khủng dị thường quái thú chân thủ. Hạ Vũ linh hồn bay đi tiến vào một cái hắc uyên, rất nhanh biến mất tại thủy quyền. Ông, sau một khắc Hạ Vũ ra trong một vùng hư không, cái này trong hư không đều là lít nha lít nhít ánh sao lấp lánh. Đây là ức vạn cái vạn tượng tiểu giới, rất nhiều tiểu giới đều có minh tộc tiềm nhập, Hạ Vũ có thể cảm ứng đạo một tia minh tộc khí tức. Đi cái nào giới diện, Hạ Vũ trong đầu điên cuồng vận chuyển, nàng nhất định phải trong nháy mắt tìm một cái giới diện chuyển thế, dạng này linh hồn khí tức mới có thể triệt để che giấu, Giang giật không có khả năng đem sở hữu vạn tượng tiểu giới nhân tộc đều đánh giết a. À. Hạ vũ một bên nhanh chóng phi hành, vượt ngang từng cái giới diện, những này tiểu giới mặt đều quá nhỏ, cùng thiên giới trung đẳng bí cảnh không sai biệt lắm, đại bí cảnh cũng không sánh nổi. Tốc độ thật nhanh, thế mà tự đuổi tới. Hạ vũ còn không có tìm tới thích hợp chuyển thế chi địa, giang giật đã theo tới, đằng sau chuyển đến đạo đạo ba động. Hạ vũ linh hồn cỡ nào cường đại vài phút cảm ứng được. Đã muộn, hạ vũ âm thầm gấp, phụ cận tiểu giới là mặt linh cũng không nhiều nàng sợ giang giật đem phụ cận giới diện sinh linh đều hủy diệt sở dĩ không có lập tức chuyển thế đã bị giang giật khóa chặt nàng đều không biết làm sao bây giờ đúng rồi hạ vũ linh cơ khẽ động nàng có thể đi thiên tinh giới chuyển thế a thiên tinh giới sinh linh giang giật đều có tình cảm hắn không có khả năng đem thiên tinh giới sở hữu sinh mệnh đều hủy diệt a giang giật thế nhưng là trọng nhất cảm tình đi nàng quen thuộc thiên tinh giới phương vị tốc độ đạt tới cực hạn một đường hướng phía trước mới bay chạy mà đi, giang giật thì tại đằng sau khổ truy không bỏ. Vạn tượng tiểu giới rất nhiều, nhưng khoảng cách cũng không quá xa, hạ vô tốc độ giờ phút này đạt đến phổ thông phong đế cấp gấp mấy chục lần, chỉ là mấy nén hương thời gian tự vượt ngang ước vạn lý, vượt ngang mấy vạn cái tiểu giới mặt. Giang giật cũng không có gia tốc, hắn thiên địa chi lực không nhiều lắm, cũng không dám gia tốc, chỉ có thể xa xa treo. Nội tâm của hắn này sinh ác độc, Hạ Vũ đi bất luận cái gì giới diện hắn đều muốn truy sát đến cùng. Sau hai canh giờ, Hạ Vũ khóa chặt phía trước số vạn lý một thế giới nhỏ mặt, trong lòng cười lạnh liên tục, rốt cuộc đến thiên tinh giới, nàng hồn lực cũng tiêu hao nhiều lắm, nhất định phải chuyển thế. Phân, Hạ Vũ tại lúc này tàn hồn đột nhiên chia ra làm mười, phân biệt hướng tứ phía tám mới bay đi, đây là nàng sau cùng bảo mệnh chi thuật. Nàng tàn hồn vốn lại yếu, cái này chia ra làm mười triệt để suy yếu tới cực điểm. Nàng đây không phải huyễn ảnh, mà là chân thực đem linh hồn chia cắt, mỗi một cái tàn hồn đều là giống nhau như đúc, si hồng lưu lại năng lượng bị nàng chia cắt là 10 phần, sở dĩ giang giật muốn cảm ứng cũng sẽ cảm ứng được 10 cái tàn hồn. Hưu, 10 cái tàn hồn hóa thành lưu tinh phân biệt bắn vào từng cái tiểu giới mặt biến mất không thấy, mà lại rất nhanh những khí thức này tại tiểu giới mặt bên trong hoàn toàn biến mất. Ừ, giang giật một mực dán tại đằng sau. Hắn đột nhiên phát hiện thông qua hỏa long kiếm có thể cảm ứng được 10 cái khí tức nội tâm của hắn kinh hãi, lập tức ra tốc hướng phía trước lao nhanh, sau đó hắn phát hiện 10 cái tàn hồn toàn bộ bắn vào từng cái giới diện, đều biến mất không thấy. Linh hồn chia ra làm 10. Giang giật sừng sướng hư không bên trong, lãnh mâu lấp lẽ, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý. Hạ vũ đã đem linh hồn phân liệt vậy khẳng định là sau cùng thủ đoạn, liền muốn chuyển thế. Nói một cách khác hạ vũ chỉ có thể ở cái này 10 cái giới diện chuyển thế, hoặc là chuyển thế tại vừa mới xuất thân giã thú trên thân, hoặc là chuyển thế tại nhân tộc trên thân, hoặc là liền là kỳ dị sinh linh bên trên Hạ Vũ rốt cục không trốn, Giang giật nội tâm có chút thở dài một hơi, bất quá để hắn càng nhức cả chứng vấn đề xuất hiện. Hạ Vũ chạy đến cái này 10 cái giới diện, chuyển thế trọng tu, hoặc là trực tiếp đoạt xá. Bất luận như thế nào, linh hồn của nàng đều sẽ triệt để yên lặng, Giang giật dựa vào phổ thông thủ đoạn là rất khó dò xét ra, chẳng lẽ lại hắn đem 10 cái giới diện sinh linh toàn bộ hủy diệt. Bất kể như thế nào, vẫn là trước dò xét, nhìn xem xác định Hạ Vũ phải chăng chuyển thế lại nói. Giang giật bay đi, khóa chặt hạ vũ một cái tàn hồn đi vào giới diện, thần thức bao phủ giới diện bên trong cương ép tham tiến vào. Những này giới diện đều có hồng mông cương khí, còn có thiên địa pháp tác bảo hộ, nhưng giang giật loại này cấp bậc cường giả thần thức vẫn có thể nhẹ nhõm tiến vào. Không bằng hắn như cương ép phá vỡ hồng mông cương khí tiến vào lời nói, đoán chừng giới diện hội sụp đổ, dù sao cảnh giới của hắn đạt đến phong vương cấp. Không có khí tức, giang giật thần thức quét vào đi, rất nhanh liền xác định bên trong tàn hồn hoặc là tiêu tán, hoặc là tự chuyển thế. Giang giật lần nữa quét một lần, xác định về sau hướng xuống một cái giới diện quét tới. Từng cái giới diện quét tới, Giang giật nội tâm càng phát nặng nề. Hắn đã dò xét bảy cái giới diện, hạ vũ tàn hồn trở ra khí thức toàn bộ biến mất, những này giới diện bên trong cũng không có bất kỳ cái gì minh tộc khí thức. Cái thứ tám, Giang giật quét trở ra, khuôn mặt kinh hãi, bởi vì nơi này lại là thiên tinh giới. Lần trước hắn trở lại thiên tinh giới, đem rất nhiều con em của gia tộc đều chuyển di tiến vào Giang giới, nhưng thiên tinh giới nhân khẩu vẫn là có rất nhiều, bảo thủ ít nhất có hơn một tỷ đi. Ghê tởm, hắn đột nhiên có chút minh bạch hạ vũ ý nghĩ, hạ vũ tàn hồn phân tán đi vào cái này 10 cái giới diện, nàng có thể chuyển thế tại bất luận cái gì một cái tân sinh trong cuộc sống, có thể âm thầm đoạt xá tiềm phục tại một cái võ giả trên thân. Linh hồn của nàng tuyệt đối triệt để yên lặng, cùng chuyển thế đoạt xá người dung hợp lại cùng nhau, giang giật căn bản không cảm ứng được khí thức của nàng. Đoạt xá, có lẽ sẽ còn tốt một chút. Hạ vũ linh hồn vẫn là minh đế linh hồn, si hồng lưu lại ấn ký có thể sẽ không tiêu tán. Nếu như là chuyển thế trọng tu, cái kia chính là mới linh hồn, sẽ chỉ bảo tồn hạ vũ ký ức thôi, kia si hồng lưu lại ấn ký tuyệt đối biến mất. Tiếp tục dò xét, giang giật chỉ có thể tiếp tục đi dò xét còn lại hai cái giới diện, đồng thời tại phụ cận chuyển vài vòng, sau nửa canh giờ hắn xác định, hạ vũ tàn hồn tiến vào cái này 10 cái giới diện, chuyển thế hoặc là đoạt xá. Ông, hắn mở ra một cái thông đạo, sau một khắc xuất hiện thiên tinh giới bên trong. Hắn cũng không phải là phá vỡ hồng mông cương khí đi vào, mà là thông qua thế giới của mình mở ra thông đạo đi vào, còn không có phóng thích khí thức cường đại, sở dĩ giới diện cũng sẽ không sụp đổ. Đương nhiên, hắn nếu là ở bên trong ra tay đánh nhau, giới diện khẳng định hội trong nháy mắt sụp đổ. Hắn đứng tại giang đế thành trên không cảm thụ được bốn phía khí thức quen thuộc, thần thức quét mắt quen thuộc thành trì, chi, buổi chiều vô số an cư lạc nghiệp nhân tộc, nội tâm của hắn một mảnh trầm thống hạ vũ quá độc, nàng rất có thể tiểu chuyển thế tại thiên tinh giới, muốn hủy diệt linh hồn của nàng, trừ phi Giang giật đem thiên tinh giới tất cả mọi người đánh giết. Giang đế, Giang đế trở về, cung nghênh Giang đế, phía dưới vô số võ giả phát hiện Giang giật, nhao nhao mừng rỡ như điên bay vụt mà lên, vây quanh ở Giang giật bên người nhao nhao quỳ xuống. Mặc dù rất nhiều người đều rất lạ lắm, nhưng cũng đều là các đại gia tộc chi thứ con em, Giết những người đó giết thiên tinh giới toàn bộ sinh linh giang giật thống khổ nhắm mắt lại, triệt để không biết làm sao bây giờ. chương 2152, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Giang giật để những người kia xuống dưới, một người trầm mặc đứng tại giang đế thành trên không suy nghĩ. Bất luận có phải là hay không chuyển thế, hắn đều phải trước khống chế cái này 10 cái giới diện, trước phái người giám thị, từng cái điều tra. Xác định mạch suy nghĩ, giang giật tâm niệm yên lặng tại giang giới bên trong, đối địa sát phương bọn người hạ lệch để bọn hắn triệu tập quân đội, cũng không cần quá mạnh, phổ thông thần tướng thần vương là đủ. Giang giới bên trong cũng không có quá nhiều quân đội, thần tướng thần vương những ngày ngược lại là một đống lớn, rất nhanh địa sát vương mang theo mấy chục vạn cấp thấp thần vương thần đế ra, y thiền doãn nhược băng chiến vô song mấy người cũng đi theo ra. Nghe nói về tới thiên tinh giới rất y thiền bọn người nghĩ trở lại thăm một chút, tôi như tuyết hài tử đã ra đời, là cái nam hài. Nhưng Giang giật lại không thời gian đi xem một chút, ôm lấy ôm một cái. Thời gian cấp bách, Giang giật lập tức quát khẽ nói, quân chủ, làm phiền ngươi triệu tập quân đội đem cái này giới diện toàn bộ sinh linh đều tập trung vào Đông Hoàng Đại Lục tới. Nhớ kỹ, là toàn bộ, để quân đội truyền lệnh xuống, đây là ta Giang giật mệnh lệnh, hạ vũ tàn hồn có thể tự chuyển thế tại cái này giới diện bên trong, nếu có bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn, ngươi trực tiếp giết chết. Hạ vũ minh đế, địa sát quân chủ không dám khinh thường, vội vàng triệu tập quân đội phối hợp thiên tinh giới cường giả hướng tứ phía tám mới bay đi, đem sở hữu nhân tộc yêu tộc đều triệu tập đến Đông Hoàng Đại Lục trước khống chế lại nói Giang Giật không biết làm sao tìm được ra Hạ Vũ chỉ có thể dùng ngu xuẩn nhất biện pháp đem toàn bộ sinh linh tập trung ở cùng một chỗ sau đó nghĩ biện pháp dò xét khai quật Y Thiên vô song các ngươi đều đi theo quân chủ khác đừng đi loạn Hạ Vũ mặc dù là tàn hồn còn có thể chuyển thế nhưng mạnh như thế người vạn nhất còn sót lại một tia năng lượng Y Thiên bọn người tựu nguy hiểm địa sát quân chủ dù sao là đỉnh cấp phong vương cấp có thể miễn cưỡng ứng phó. Giang giật còn đưa một khối ngọc phù, giống như bên này có biến, hắn có thể trong nháy mắt tới. An bài tốt sự tình về sau, Giang giật bay mất, hắn đi hư không bên ngoài, lại điều tập rất nhiều phong hào chiến thần, thần vương. Để những quân đội kia đều chấn thủ tại 10 cái giới diện bên ngoài, đem giới diện bao bọc vây quanh, một khi có bất kỳ dị động trước tiên chặn đường cùng đưa tin cho hắn. Hắn khóa chặt một cái giới diện, thần thức ở bên trong đảo qua, cảm ứng đến bên trong khí tức sau đó hắn đi vào thế giới của mình, đi cảm ứng vừa rồi dò xét qua địa phương, mở ra một cái thông đạo. Quả nhiên, thông đạo liên tiếp cái kia giới diện bên trong một cái đại lục, Giang giật xuất hiện để cái này giới diện bên trong cường giả sợ hãi không thôi. Giang giật đã thu liếm khí tức, nhưng hắn tùy ý nhìn một chút rất nhiều cường giả đều cảm giác muốn hồn phi phách tán. Tất cả mọi người nghe, có một cái ma đầu có thể ẩn núp đến các người thế giới. Ta là nhân tộc thiên đế, ta đang đuổi giết ma đầu trễ chút ta sẽ phái ra một chút quân đội đem các ngươi sở hữu con dân triệu tập tới một cái địa phương, bất kỳ người nào cùng yêu tộc đều không cần phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo quân đội điều động, tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi. Như dám chống cự, giết chết bất luận tội, giang giật thần thức tại giới diện bên trong đảo qua, thanh âm vang lên tại sở hữu thành trì thôn xóm yêu thú ma thú tụ tập địa phương, toàn bộ giới diện bên trong trong nháy mắt sôi trào. Đại ma đầu nhân tộc thiên đế, người này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần sao? rất nhanh rất nhiều võ giả sắc mặt lần nữa đại biến, bởi vì Giang giật theo Giang giới bên trong điều tập mấy chục vạn thần tướng thần vương ra, những này thần tướng thần vương tốc độ cùng khí tức quá kinh khủng, để toàn bộ nhân tộc yêu tộc câm như hến. Cũng may Giang giật bên này đều là nhân tộc, đều có người khí tức, mà lại những cái kia thần vương thần tướng không có loạn giết. Chỉ là tìm được các thành trì cường giả, để bọn hắn phối hợp đem sở hữu nhân tộc yêu tộc sinh linh tụ tập tại một cái trong đại lục, thuận tiện dò xét. Y dạng hỏa hồ lô, giang giật phân biệt đi từng cái giới diện hắn giang giới bên trong mấy ngàn tỷ nhân tộc phong vương cấp khó tìm thần tướng thần vương lại là rất rất nhiều hắn tại mỗi cái giới diện đều an bài cường giả yêu tộc dạng này giới diện bên trong yêu tộc đều sẽ ngoan ngoãn phục tùng sẽ không xuất hiện đại quy mô chiến đấu cùng loạn tượng trước kia thiên tinh giới loại này giới diện tại giang giật nhìn lớn đến vô biên lại là quá nhỏ quá nhỏ giống như giang giật vận dụng thiên địa chi lực phi hành chỉ cần nửa canh giờ liền có thể thương thiên tinh giới chuyển khắp cả thiên thần tốc độ đều rất nhanh, thần tướng thần vương tại toàn bộ giới diện đi một vòng chỉ cần mười mấy cái canh giờ đi. Thượng giới một ngày, hạ giới một trăm ngày, giang giật tại mỗi cái giới diện xuất động mấy chục vạn quân đội, bản thổ giới diện cường giả cùng quân đội toàn bộ điều động phối hợp, vẻn vẹn một ngày thời gian, sở hữu giới diện yêu tộc nhân tộc đều tụ tập ở cùng một chỗ. Đương nhiên cũng có phản kháng, phản kháng còn nhiều là nhân tộc, yêu tộc bị giang giật phái cường giả yêu tộc trấn áp, không có một cái cấp thấp yêu thú dám kháng mệnh. Giang giật tại các giới xuyên thẳng qua, đều không có phát hiện đại quy mô chiến đấu, không có cảm ứng được bất luận cái gì minh tộc khí tức. Hạ vũ giống như bị giết, khẳng định hội cuối cùng bạo phát đi ra, nghĩ biện pháp tiếp tục chạy trốn. Đứng tại giang đế thành trên không trung, giang giật nhìn qua đen nghịt nhân tộc yêu tộc nhức đầu, thần trí của hắn từng mảnh từng mảnh đảo qua, đã lục soát hơn 10 lần, nhưng như cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hình sự đại nhân lúc nào cũng có thể hạ giới, mỗi lần chậm chế một hơi thời gian liền sẽ càng phát nguy hiểm, Kha lộng ảnh mạnh nhanh cùng một đoàn nhân tộc quân đội còn tại minh giới A, vạn nhất hình sử đại nhân phát cuồng trực tiếp đánh giết đâu. Giang giật, y thiền nhìn thấy giang giật mặt ủ mày trao, hữu tâm giúp hắn chia sẻ một chút, nàng bay tới hỏi, nếu không. Đem sở hữu nhân tộc yêu tộc đưa đi giang giới, ta triệu tập sở hữu cường giả hỗ trợ dò xét. Các ngươi, không được, giang giật cười khổ lắc đầu, hắn đều dò xét không ra, y thiền bọn người làm sao dò xét. Bất quá giờ khắc này, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp theo trong đầu của hắn lướt qua, hắn trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt, cười ha hả nói, đúng a, à, làm vào giang giới, toàn bộ sinh linh đều làm vào giang giới. Hạ vũ coi như chuyển thế tại bất luận cái gì trên thân người, tại giang giới không phải là một cái chết sao ha ha ha, tiểu thiện, người quá thông minh. Giang giật mở ra một cái thông đạo, đối toàn bộ nhân tộc yêu tộc hét lớn, toàn bộ nghe ta mệnh lệnh, tiến vào trong thông đạo, nhanh. Giang giật mệnh lệnh đối với thiên tinh giới con dân là thánh chỉ, không có bất kỳ người nào kháng cự, dù là cái thông đạo này là hoàng tuyền lộ, đều không ai có nửa điểm chất vấn. Từng cái nhân tộc yêu tộc hướng thông đạo phóng đi, giang giật về sau cảm thấy chậm, nhưng đất sát quân chủ bọn người hỗ trợ mang theo từng cái nhân tộc yêu tộc liền hướng trong thông đạo đưa đi, dù sao trở ra giang giật tâm niệm vừa động liền có thể truyền tống đi giang giới. Cứ như vậy tốc độ cũng nhanh, giang giật để y thiền bọn người đứng ở bên cạnh hắn, thần thức một cái khóa chặt sở hữu nhân tộc yêu tộc, tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Một canh giờ, 3 canh giờ, 5 canh giờ, thiên tinh giới nhân tộc yêu tộc nhiều lắm, cộng lại có mười mấy ức, cho dù có mấy chục vạn quân đội hỗ trợ vẫn là cần thời gian rất lâu. Giang giật nội tâm càng ngày càng nhanh bách, vẫn là một cái giới diện, còn lại cửu cái giới diện nhân tộc yêu tộc cũng không ít ha. 35 canh giờ, thiên tinh giới nhân tộc yêu tộc đã đi vào một nửa, lúc này đột nhiên có một cái tiểu sắc khúc đưa tới Giang giật chú ý. Một cái hoa bào phụ nhân xa xa đối y thiền truyền âm, nói muốn trở về mang vài thứ phụ nhân này vẫn là y ra chi thứ con em, trên thân ôm một cái tã lót, bên trong có một cái vừa mới ra đời hài tử. Y thiền không có cảm thấy cái gì, truyền âm để nàng trở về cầm chính là, phụ đạo nhân nhà cửa không phải trong nhà bảo vật rất bình thường. Giang giật nhìn thấy phụ nhân ôm hài tử mang theo mấy cái tùy tùng muốn đi ra đám người, đôi mắt lập tức lạnh lẽo, quát khẽ nói, dừng lại. Giang đế, phụ nhân lập tức sợ hãi quỳ xuống, địa sát quân chủ bọn người thần thức lập tức đảo qua đi, mấy cái thần vương vây quanh phụ nhân, trong tay chiến đao đều rút ra, tùy thời chuẩn bị động thủ chém giết. Đi vào, Giang giật coi thường phụ nhân vô cùng đáng thương thần sắc, chỉ vào thông đạo quát khẽ nói, ngươi, lập tức tiến vào trong thông đạo, nếu không. Giết chết bất luận tội, bá bá bá, phụ nhân sắc mặt lập tức trở nên yếu ớt, nơm nớp lo sợ hướng thông đạo bay đi. Bay đến một nửa lúc, nàng trong ngực trong tã lót hài nhi đột nhiên con mắt mở ra, một đạo hồng quang hiện lên, sau đó cái kia hài nhi thế mà hóa thành một đạo lưu quang hướng xa mới bay đi. Ha 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 ha, Giang giật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trên thân khí thức cuồng bạo mà ra, kém chút để giới diện sụp đổ, hắn bay đi, quát to, hạ vũ, người chuyển thế chi thân bị ta tìm được, lần này xem người bỏ chạy cái nào ngoan ngoãn chịu chết đi. chương 2153, hạ vũ, chết. Hạ vũ đích thật là chuyển thế, hơn nữa còn chọn đi ra một cái chi thứ con em, thân phận tương đối tôn vinh thiếu phụ vừa sinh dục hài tử chuyển thế. Nói là chuyển thế kỳ thật liền là đem chính mình linh hồn hạch tâm, cùng đứa nhỏ này linh hồn dung hợp lại cùng nhau, đây là minh đế độc nhất vô nhị bí thuật. Bình thường tàn hồn như dung hợp linh hồn người khác, sẽ đem linh hồn người này thôn vệ hoặc là làm sụp đổ. Minh đế lại sẽ không, nàng là đem chính mình linh hồn bị người khác dung hợp, chỉ là bảo tồn chính mình ký ức. Nói một cách khác nàng chuyển thế không phải thôn vệ linh hồn người khác, mà là chính mình linh hồn bị người khác thôn vệ, nàng chỉ là bảo lưu lại ký ức. Trí nhớ của nàng liền là lớn nhất bảo khố, nàng tùy thời có thể dùng thức tỉnh ký ức, nàng trong trí nhớ có rất rất nhiều thần thông bí thuật muốn đối phó một đứa bé còn không đơn giản sao nàng tùy ý có thể khống chế linh hồn người này thân thể biến thành kế tiếp minh đế nàng chuyển thế thân phận là y ra một cái chi thứ con em hải tử người thiếu phụ này gả người hay là chiến gia chi thứ con em tại hạ vũ xem ra giang giật coi như giết thiên tinh giới người bình thường khẳng định cũng sẽ không động người thiếu phụ này động đứa bé này lại không nghĩ rằng giang giật muốn đem tất cả mọi người đưa vào trong thế giới của hắn Hạ vũ linh hồn vốn đã triệt để yên lặng, cảm ứng được đầu kia thông đạo khí tức, nàng mới thức tỉnh tới. Nàng không biết đầu kia thông đạo kết nối lấy cái gì, nhưng giang giật tại minh giới lúc liền muốn lừa nàng đi vào, tiến vào chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Nàng có dự cảm trở ra, sinh tử đều là giang giật định đoạt. Sở dĩ nàng chỉ có thể trốn, mặc dù nàng hồn lực yếu đến đáng thương, nhưng nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dùng huyết tàn hồn bên trong tất cả lực lượng đi trốn, có thể hay không trốn được tựu xem thiên ý ầm um, chạy trốn một hồi hạ vũ cảm giác đứa nhỏ này thân thể là cái gánh vác khống chế một tia hồn lực để hài tử thân thể nổ tung tàn hồn hóa thành một đạo lưu quang hướng thiên tinh giới bên ngoài bay đi ha ha giang giật thần thức khóa chặt hạ vũ tàn hồn phát hiện bên trong hồn lực so si hồng đều suy yếu tốc độ cũng đại giảm lập tức cười lạnh không thôi giống như lần này còn có thể để hạ vũ cho chạy trốn hắn trực tiếp tìm một khối đậu hũ đâm chết được rồi hiu thiên tinh giới rất nhỏ Hạ Vũ linh hồn thoáng cái tựu bay vụt đi ra, Giang Giật theo sát phía sau bay ra thiên tinh giới. Kỳ thật Giang Giật ở bên trong liền có thể xuất thủ, không bằng hắn sợ thiên tinh giới sụp đổ, sở dĩ một mực ẩn nhẫn không có động thủ. Tàn hồn có minh tộc khí tức, giết. Phía ngoài quân đội phát hiện một đạo lưu quang ra, cảm ứng được một tia minh tộc khí tức lập tức động thủ. Đáng tiếc đây đều là phổ thông thần tướng thần vương, làm sao có thể đánh chúng hạ vũ tàn hồn. Coi như một cái thụ thương thiên thần, phàm nhân có thể đánh giết sao. Hưu, cưỡng ép vào thiên tinh giới khó khăn, ra lại đơn giản, giang giật theo sát phía sau bắn ra. Phía ngoài quân đội coi là lại một cái đại ma đầu ra, đang chuẩn bị công kích, nhìn thấy giang giật sau toàn bộ khuôn mặt run lên quát khẽ, giang đế. Hưu, giang giật không có thời gian phản ứng những người này, thiên địa chi lực liên tục không ngừng xuất hiện, sau đó đem tốc độ thôi động tới cực điểm, nhanh chóng hướng hạ vô tàn hồn đuổi theo. Suy suy, địa sát phương y thiền chiến vô song bọn người nhao nhao đi theo nổ bắn ra mà ra, Địa sát phương vừa ra tới tự quát khẽ nói, nhanh truyền lệnh để phụ cận tất cả cường giả đều theo bốn phương tám hướng vòng vây, tuyệt không thể để minh đế tàn hồn chạy trốn. Kỳ thiền bọn người đã sớm bay đi, mặc dù không nhất định khả năng giúp đỡ quá lớn công việc. Nhưng minh đế tàn hồn là đại sự, ngàn vạn không thể cho chạy trốn, mọi người coi như thịt nát xương tan cũng muốn biện pháp cùng một chỗ chặn đường đánh giết. Vô số đưa tin xuống dưới, 10 cái giới diện bên ngoài thần vương thần tướng đều động, theo bốn phương tám hướng hướng hạ vũ tàn hồn đào tẩu khu vực bay đi. Mặc kệ có thể hay không vòng vây, có thể hay không giúp một tay, đều đến đây. Trên thực tế, bọn hắn qua hay không qua đều không có ý nghĩa quá lớn, giang giật chỉ là hao tốn nửa nén hương thời gian tự đuổi kịp hạ vũ, sau đó ngang nhiên xuất thủ trực tiếp dùng thiên địa chi lực chân áp. Giang giật triệu tập thiên địa chi lực cũng không nhiều, nhưng hạ vũ tàn hồn quá hư nhược, coi như phổ thông phong đế cấp đều có thể chân áp. Giang giật, hạ vũ không trốn, nàng biết rõ bằng vào chính mình tàn hồn là chạy không thoát, nàng ngưng tụ một nửa trong suốt ảnh tử nhìn qua giang giật, một mặt bình tĩnh, nàng nhàn nhạt mở miệng có thể hay không không giết hết của ta tàn hồn. Giang giật không có lập tức động thủ, tâm hắn niệm khẽ động liền có thể dùng thiên địa chi lực đánh giết, hạ vũ đã là trên tay hắn châu chấu, đưa tay liền có thể giết chết. Hắn điều tập càng nhiều thiên địa chi lực tràn ngập bốn phía, lúc này mới cười lạnh nói ra, người cảm thấy thế nào? Ai? Hạ vũ khe khẽ thở dài nói, giang giật, Bản đế không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết trong tay ngươi, lúc trước không có giết chết ngươi, đây là bản đế làm quyết định sai lầm nhất à. Giang giật, chỉ cần ngươi không giết ta, muốn ta thế nào đều có thể, làm ngươi hồn nô đều được, như thế nào? Không thế nào, Giang giật lắc đầu nói, ngươi dạng này hồn nô, ta Giang giật còn nuôi không nổi, ngươi còn có lời nói không có nếu như không có, ta đưa ngươi lên đường. Lên đường, hạ vỗ đôi mắt lạnh, đằng đằng sát khí nói ra, Giang giật ngươi cũng đừng quên đi thất giới ta còn có rất nhiều thủ hạ vạn tượng tiểu giới có mấy vạn cái giới diện đều có minh tộc con dân ẩn núp tiến vào bản đế một ý niệm hạ cái mệnh lệnh sẽ có ước vạn vạn nhân tộc bị ma hóa ngươi tự nhẫn tâm bọn hắn bởi vì ngươi một sai lầm quyết định chết đi ngươi là nhân tộc thủ hộ thần là bọn hắn vương người có trách nhiệm cùng nghĩa vụ thủ hộ bọn hắn vù vù tứ phía tám mới bay đến rất nhiều nhân loại võ giả bất quá đều nhìn xa xa không dám tới gần nghe được hạ vũ y thiền bọn người sắc mặt đại biến hạ vũ quá độc lại lấy ước vạn vạn nhân tộc sinh tử uy hiếp giang giật giang giật trầm mặc hạ vũ không có nói láo nàng có năng lực như thế nàng tại lúc sắp chết tâm niệm vừa độc sở hữu minh tộc đều sẽ bị mệnh lệnh của nàng đến lúc đó rất nhiều vạn tượng tiểu giới sẽ biến thành minh nô nhạc viên ước vạn vạn nhân tộc yêu tộc lại biến thành cái xác không hồn lựa chọn ra sao giang giật nhắm mắt lại nội tâm đều là thống khổ hắn là nhân tộc thủ hộ thần là nhân tộc vương giờ phút này lại chỉ có thể biến thành đau phủ. Không bằng hắn phi thường tinh tường, hạ vũ phải chết, nếu không chết cũng không phải là cái này ức vạn vạn nhân tộc, mà là toàn bộ nhân tộc cùng yêu tộc. Hắn chỉ là suy tính một hơi thời gian liền lấy định chủ ý, trong đôi mắt sát cơ tăng vọt, gầm thét hạ vũ, chết. Suy suy, thiên địa chi lực khẽ động, hướng hạ vũ tàn hồn đè ép mà đi, khủng bố như thế thiên địa chi lực, hạ vũ tàn hồn căn bản kháng cự không được, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể hồn phi phách tán. ong! ong. Vào thời khắc này, hư không bên trên đột ngột sóng gió nổi lên, tiếp lấy một tấm to lớn mặt ngưng tụ ra, một cỗ kinh khủng uy áp chân áp phương viên ức vạn lý. Y thiền bọn người nhìn thấy một chút nhao nhao hãi nhiên, đây rõ ràng là một cái hình chiếu, lại có như thế kinh khủng uy áp, người này tuyệt đối so giang giật còn mạnh hơn rất nhiều. Hình sử đại nhân đại nhân cứu ta, hạ vũ vốn chuẩn bị nhận lấy cái chết, nhìn thấy phía trên hình chiếu lập tức mừng như điên hét lớn. Giang giật ánh mắt nhìn về phía phía trên hư không, nội tâm giật mình, hình sử đại nhân trở về đến nhanh như vậy. Giang giật, người thật lớn mật, dám động thủ, bản tỏa để ngươi hình thần câu diệt. Một đạo lôi giống thanh âm theo cửu thiên tri thượng truyền đến, chấn động đến tất cả mọi người thân thể run lên, ép tới những cái kia thần vương thần tướng đại khí không dám thở ra. Ha 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 ha, nghe được câu này về sau, Giang giật ngửa mặt lên trời cười như điên, nguyên bản hắn coi là hình sử đại nhân chân thân tới, nhưng không có bất luận cái gì thiên địa chi lực chói buộc, cái này rõ ràng chỉ là lợi dụng đại thần thông thả ra một cái hình chiếu phân thân. Hạ vũ, chết, giang giật bạo hống, lợi dụng thiên địa chi lực chấn áp, đồng thời đánh ra một cái cự đại thủ ấn đối hạ vũ tàn hồn trùng điệp vỗ xuống. Còn như hình sử đại nhân uy hiếp giang giật quyền đương đánh rắm. Không, hạ vũ lưu lại một đạo gào lên đau xót, tàn hồn bị sống sờ sờ đập tan, phía trên hình sử đại nhân hình chiếu lập tức giận tím mặt, gầm hét lên tốt, tốt, giang giật lần này bản tỏa không giết ngươi, thề không làm người, không làm người. chương 2154, ánh dạng đông. Hình sử đại nhân tiếng gầm gừ vang vọng khắp nơi, chấn động đến vô số người màng nhĩ chảy máu, thân thể run rẩy dữ dội, vẻn vẹn một cái phân thân hình chiếu, giống như này cường đại, có thể thấy được hình sử đại nhân thực lực. Đừng nói một cái phân thân hình chiếu, liền xem như bản tôn đến đây, giang giật có cơ hội đánh giết hạ vũ cũng sẽ không chút do dự. Hạ vũ cũng không chết minh đế, hôm nay không giết về sau có thể rốt cuộc không có có cơ hội đánh giết nàng, Hạ Vũ bất diệt như vậy diệt phong liền là nhân tộc cùng yêu tộc. Sở dĩ coi như hình xử đại nhân muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, hắn cũng sẽ không chút do dự chém giết Hạ Vũ. Hình xử đại nhân vốn là muốn giết hắn, cái này uy hiếp hắn liền xem như đánh giấm. Hô, xác định Hạ Vũ hồn phi phách tán, Giang giật thở ra một hơi thật dài, bên tai quanh quần hình xử đại nhân tiếng gầm gừ, Giang giật trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Rốt cục một lao vĩnh giật, nhân tộc cùng yêu tộc triệt để có thể bảo toàn minh tộc cường giả cơ hồ bị chém giết xong coi như hắn bị hình xử đại nhân đánh giết bằng vào thiên phượng đại đế ngụy thiên vương mấy người cũng có thể quét ngang toàn bộ thế giới minh tộc triệt để đem minh tộc hủy diệt đương nhiên giang giật cũng không tính ngồi chờ chết ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trên hình chiếu đưa tay đánh ra một cái đại thủ trưởng kinh khủng thiên địa chi lực bao phủ đi đem cái kia hình chiếu đánh chúng vỡ nát ầm um, hình chiếu chia năm xẻ bảy đem toàn trường đều làm cho sợ hãi mặc dù cũng không biết cái này hình chiếu là ai nhưng hạ vũ đều hô đại nhân, như thế cường đại uy năng, đây tuyệt đối rất có thể là trong tiên vực người, giang giật thế mà đem hắn hình chiếu đánh nát. Đi, giang giật cũng không có thời gian cùng mọi người giải thích quá nhiều, trực tiếp mở ra một cái thông đạo, để y thiền chiến vô song địa sát vương cùng phụ cận quân đội đi vào. Đáng tiếc quá nhiều người, làm sao có thể thu sạch đi vào giang giật chỉ là đem bộ phận trọng yếu người thu vào về phía sau, lập tức quát khẽ nói, toàn bộ người nghe, đều tụ tập cùng một chỗ, tìm an toàn địa phương ở lại, chờ mệnh lệnh. Quá nhiều người, hình sử đại nhân đã đều đã hình chiếu đến đây, khẳng định khoảng cách không xa. Giống như đem tất cả mọi người lấy đi, kia hình sử đại nhân sớm giết tới. Lại nói giang giới cũng không nhất định an toàn, vạn nhất hình sử đại nhân theo tiên vực lấy bảo vật tìm tới giang giới đâu. Hình sử đại nhân trưởng quản tiên vực cùng vạn giới hình luật, hắn không có khả năng đổ sát hạ giới con dân, sẽ chỉ đuổi giết hắn, những người này ở đây nơi này là an toàn, giang giật đóng lại thông đạo phân biệt đi còn lại cửu cái giới diện đem một vài người trọng yếu lấy đi sau đó từng cái truyền xuống mệnh lệnh để bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ tìm an toàn địa phương chờ mệnh lệnh làm tốt đây hết thảy về sau giang giật không còn có bất cứ chút do dự nào quan bế thông đạo cảm ứng minh vương thành khí tức sau đó liên tiếp một cái lối đi an toàn để hắn mừng như điên là hình sử đại nhân cũng không có tới nơi này phụ cận không có cường giả khí tức Giang giật thần thức quét ra đi cùng mạnh nhanh truyền âm giao lưu xác định sau khi an toàn, lập tức đem thông đạo mở rộng, thân thể bay vụt ra ngoài. Giờ phút này khoảng cách Giang giật theo Minh Vương Thành truy sát Hạ Vũ cũng chưa qua đi quá lâu, chỉ là qua hơn một ngày thời gian. Bất quá nơi này hơn một ức minh tộc đã cơ hồ bị đồ sát xong, kha lộng ảnh khống chế thiên đình tựu sống sờ sờ nghiền ép mấy ngàn vạn minh tộc, thiên phượng đại đế bọn người không có nghỉ ngơi một lát, mỗi một hơi thở thời gian đều tại đồ sát đáng tiếc cái này minh ma chu tiên đại trận vẫn là không phá được. Bất quá giang giật tới, đại trận này không cần phá, hắn lập tức quát khẽ toàn bộ vào thiên đình đi, lập tức. Vù vù, mặc dù còn còn sót lại hơn một nghìn vạn minh tộc quân đội, thiên phượng đại đế bọn người không lo được tiếp tục chu diệt, nhao nhao hướng thiên đình bay đi. Phía ngoài nhân tộc cường giả yêu tộc còn lại không ít ba ngàn, chết trận không ít, bất quá người người đều hưng phấn dị thường. Minh tộc đại quân cơ hồ bị chém giết, muốn khôi phục nguyên khí ít nhất đến mấy chục trên trăm năm đi. Giống như có thể tiếp tục quét ngang, còn có thể đem minh tộc hủy diệt. Chủ nhân, tình huống như thế nào? Thiên đế, minh đế tàn hồn đánh chết sao? Thiên đế, vô số truyền âm vang lên tại vừa mới bay ra giang giật trong đầu, giang giật rất trả lời khẳng định nói, minh đế đã hồn phi phách tán, đại gia yên tâm, đừng hỏi nhiều, tiến nhanh đi. Tốt, toàn bộ nhân tộc cường giả yêu tộc rất là phấn chấn, minh đế chết một lần minh tộc cường giả quân đội cơ hồ bị giết, chỉ còn lại 7 cái tiểu thiên thế giới bên trong còn có 3-4 phong đế cấp minh vương, còn không phải đặc biệt mạnh loại kia, chỉ cần triệt để chém giết những cái kia phong đế cấp minh vương, minh tộc sẽ diệt tộc. Minh tộc, từ khi hơn một vạn năm trước, cửu dương thiên đế bị minh đế chém giết, nhân tộc cùng yêu tộc tự sống ở minh tộc trong cơn ác mộng. Rất nhiều cường giả lúc ngủ đều lo lắng tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ nhân tộc yêu tộc đều biến thành minh nô. Đến lúc đó hồng mông thế giới liền không còn có nhân tộc yêu tộc, chỉ còn lại từng bầy cái xác không hồn, còn có từng mảnh từng mảnh bầu trời tăm tối. Rốt cục, tại hôm nay nghênh đón ánh dạng đông, thắng lợi ánh dạng đông. Cái này ánh dạng đông rất nhanh lại biến thành quang minh, chiếu rọi toàn bộ hồng mông thế giới. Hiu hiu hiu, từng cái cường giả bay vụt tiến vào thiên đình, giang giật đem thiên đình thu nhập thiên châu trong nháy mắt tiến vào thế giới của mình. Hạ vũ chết rồi, đại cục đã định, tự xem làm sao tránh thoát hình sự đại nhân truy sát. Mạnh đại ca, giang giật tiến vào thế giới của mình về sau, tìm được mạnh nanh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, hình sử đại nhân trở về, đồng thời vừa rồi thả ra một cái hình chiếu. Bất quá ta vẫn là đem hạ vũ tàn hồn cho đánh chết. Giang giật đem tình huống vừa rồi giải thích cặn kẽ một bên, mạnh nanh cặp kia trong mắt đen nhánh lấp lóe vài vòng, khe khẽ thở dài nói, quả nhiên điều tập tiên linh kính, lúc này có đại phiền toái. Giang giật ngươi có thể trưởng khống thiên địa chi lực có bao nhiêu giống như có thể đạt tới thiên hồng giới nhiều như vậy, ngươi liền có thể mở ra tiên vực chi môn. Thiên hồng giới, Giang giật lắc đầu, hắn thế giới thiên địa chi lực cũng không nhiều, hắn có thể sử dụng một tia thiên địa chi lực dung hợp phía ngoài 10 tia thiên địa chi lực. Nói một cách khác hắn thế giới sinh ra một tia thiên địa chi lực, hắn liền có thể khống chế 11 tia thiên địa chi lực. Nhưng hắn thế giới sinh ra thiên địa chi lực mới bao lâu đừng nói toàn bộ thiên hồng giới, coi như nửa cái vực thiên địa chi lực hắn cũng không thể trưởng khống. Bất quá việc này không tốt giải thích, Giang giật chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra, không được, giống như cho ta thời gian 3 -5 năm năm, có lẽ liền có thể trưởng khống toàn bộ thiên hồng giới nhiều như vậy thiên địa chi lực. Ba năm năm, mạnh nanh sắc mặt biến đến có chút khó coi, hắn không hiểu nói ra, người không phải đã hội nắm trong tay sao làm sao còn muốn thời gian dài như vậy. Giang giật nở nụ cười khổ, việc này hắn không biết giải thích thế nào, chỉ có thể hỏi ngược lại, mạnh đại ca, tiên linh kính lợi hại như vậy nhất định có thể tìm tới chúng ta. Mạnh nanh giải thích nói, tiên linh kính kia là đông điện vì kia chúa tể thiên tôn thập đại trí bảo một trong, có thể dò xét bất luận cái gì sinh linh hành tung, đoán chừng giờ phút này hai chúng ta tại cái này, hình sử đại nhân đều có thể thông qua tiên linh kính nhìn thấy đâu. Đương nhiên, Mạnh Nhan nghĩ nghĩ rất nhanh lại nói ra, hắn có thể dò xét đến người ta bên người phương viên trăm vạn lý cảnh tượng, lại không thể truyền tống tới. Muốn tìm được chúng ta, bọn hắn chỉ có thể tìm được trước người cái này tu di không gian, đồng thời nghĩ biện pháp vào đây. Dạng này a, à, Giang giật đôi mắt lấp lóe, nội tâm giấy lên một tia hy vọng hình sử đại nhân có thể thông qua tiên linh kính nhìn thấy hắn, lại không thể trực tiếp thông qua tiên linh kính truyền tống tới, kia hình sử đại nhân muốn tới chỉ có thể tìm được trước hắn chỗ không gian. Tìm tới hắn chỗ không gian, nơi này căn bản không phải một cái không gian A, mà là một cái đơn độc thế giới, cùng hồng mông thế giới hoàn toàn không giống, không hề có quen biết gì thế giới. Coi như hình sử đại nhân có thể dò xét đến thế giới này, hắn có thể tìm tới thế giới này. Tốt, Giang giật âm thầm gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát, hắn quyết định được chú ý. Mặc kệ hình xử đại nhân có thể hay không tìm tới thế giới này, hắn muốn làm chính là trước triệt để đem sở hữu minh tộc cường giả đánh giết. Để hồng mông thế giới đại cục ổn định, đến lúc đó coi như hắn chết cũng có thể bảo toàn hồng mông thế giới. chương 2155, Ngũ Đại Thượng Tiên Đây là cái nào, hình xử trong tay đại nhân cầm một khối màu xanh biếc tấm gương, bên cạnh hắn còn có 5 cái thượng tiên, đây là hắn theo tiên vực mang xuống tới thủ hạ, đều có thần thông, chuẩn bị cùng một chỗ vây bắt Giang Giật. Tiên linh kính đã khóa chặt Giang Giật khí tức, Giang Giật đi nhận trước địa phương nào đều có thể dò xét đến. Bất quá chính như Mạnh Nanh nói tới hình sử đại nhân có thể dò xét đến Giang Giật chỗ địa phương, lại phải nghĩ biện pháp tìm tới nơi này mới có thể đánh giết Giang Giật. Tiên linh cảnh chỉ có dò xét năng lực, còn có phá vỡ hết thảy hư ảo thần thông, lại không thể dẫn bọn hắn truyền tống đi qua. Giang Giật tại thiên đình bên trong, tiên linh cảnh có thể dò xét đến Giang Giật chỗ phương viên trăm vạn lý. Nhưng giang giật phụ cận trăm vạn lý cái gì đặc thù cảnh hiện đều không có, chỉ có từng cái hỗn độn, giang giới còn không tại phụ cận. Giang giật khi biết hình sử đại nhân có thể dò xét chính mình về sau, lập tức đi thế giới biên giới. Phụ cận có chút đếm không hết hỗn độn, đương nhiên những này hỗn độn không thể động, từ bên ngoài nhìn vào cái gì cũng nhìn không ra. Hư không, hỗn độn, thiên đình, ngoại trừ cái này ba cái tràng cảnh bên ngoài, tiên linh kính còn lại cái gì cũng dò xét không đến, thiên phượng đại đế bọn người ngược lại là có thể dò xét đến, thiên đình bên trong tất cả mọi người có thể dò xét đến. Giang giật cùng mạnh nanh ngồi cùng một chỗ, hai người đã đình chỉ trò chuyện, bất quá coi như có thể trò chuyện tiên linh kính cũng không có âm thanh truyền ra, chỉ có thể dò xét đến chân dung. Hình sử đại nhân sừng sững tại thiên giới hư không bên trong, dò xét một nén nhang về sau, hắn đối sau lưng năm cái thượng tiên nói ra, các người thấy thế nào ai có biện pháp tìm tới giang giật. Năm cái thượng tiên, bốn cái nam tử, một người xinh đẹp nữ tử. Bốn cái nam tử có ba cái lại là tam bào thai, Giống nhau như đúc, trên đầu còn có ba cái độc giác, cũng không biết là chủng tộc gì. Ba người này trong đó một cái nam tử nói ra, bẩm đại nhân, chỉ có thể từng cái điều tra toàn bộ hồng mông thế giới, tìm tới cùng loại dạng này không gian. Những này thượng tiên đối với hồng mông thế giới đều không phải là rất quen thuộc, sở dĩ tiên linh trong kính giới diện đều chưa quen thuộc, căn bản không biết giang giật dấu ở phương nào, chỉ có thể dùng ngu xuẩn nhất biện pháp. Hình sự đại nhân trước đó dò xét qua rất nhiều lần hồng mông thế giới trong ấn tượng nhưng không có dạng này địa phương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái khác nam tử, cái kia nam tử mặc một bộ lục bào, cả người đều cảm giác rất là yêu diễm, có chút nam không nam nữ không nữ, hình sự đại nhân hỏi cô phi thượng tiên, người thấy thế nào? Cô phi thượng tiên mỉm cười, yêu mị tự nhiên, hắn chắp tay nói, đại nhân điều động tiên linh kính, tiểu tử này mọi cử động tại ngài trong khống chế. Căn cứ đại nhân trước đó tình báo, cô phi cho rằng chỉ cần nghĩ biện pháp bắt hắn cho dẫn dụ ra, chúng ta tùy ý một người đều có thể bắt lấy hắn hình xử đại nhân khẽ vuốt cằm ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng mỹ lệ nữ tử hỏi giao trì thượng tiên người cảm thấy thế nào nữ tử này nhìn rất trẻ trung phi thường vũ nghị trong ánh mắt hàm tình mạch mạch nhìn qua hình xử đại nhân nói ra đại nhân ngài nói tiểu tử này có thể xuyên thẳng qua toàn bộ thế giới cái này đơn giản a à, ta có thể đơn giản tạo dựng vô số đại trận chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua toàn bộ hồng mông thế giới Người này không có khả năng cả một đời trốn ở bên trong A à chúng ta có thể một bên tìm kiếm, một bên dẫn dụ hắn ra, một bên tạo dựng đại trận, thuận tiện. Trường khống toàn bộ thế giới, lợi dụng thế giới này cường giả đi tìm, cung cấp tin tức vân vân. Trường khống toàn bộ thế giới, hình sử đại nhân sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói, không được, chúng ta thân là thượng sứ sao có thể can thiệp hạ giới chứ nói chi là trưởng khống thế giới này. Đại nhân, giao chỉ thượng tiên nũng nịu kêu một tiếng, nói chúng ta cũng không phải là công khai trưởng khống, chỉ là âm thầm chế tạo một chút huyễn tưởng, truyền ra một chút lời đồn đại, phóng thích một chút thần tích để toàn bộ sinh linh hỗ trợ đi tìm thôi. chúng ta cũng không phải muốn nhất thống hồng mông thế giới ép buộc bọn hắn gánh đi phản giang giật, đi tìm giang giật. cái này không vi phạm thiên quy a à chúng ta cái này còn không phải là vì bắt giang giật đối với toàn bộ hồng mông thế giới cũng không có ảnh hưởng. hình sử đại nhân nghĩ nghĩ, hài lòng gật đầu nói, kia kim lệ ba huynh đệ các người lập tức bắt đầu từng cái lục soát có tin tức bản tòa hội đưa tin cho các ngươi. Cô Phi, người nói muốn dẫn dụ Giang giật ra người buông tay đi làm, giao chỉ cũng là như thế. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, không thể đánh giết bất luận cái gì hạ giới sinh linh, không thể phá hư hạ giới bất luận cái gì giới diện bí cảnh thành trì, không thể bại lộ thân phận, hết thảy vi phạm thiên quy sự tình cũng không thể làm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tuân mệnh, năm cái thượng tiên chắp tay lĩnh mệnh phân biệt hướng tứ phía tám mới bay bắn đi, thân thể còn biến thành trong suốt, đoán chừng coi như thiên phượng đại đế đều dò xét không đến. Hình sử đại nhân một người sừng sướng hư không bên trên, tiếp tục quan sát tiên linh kính. Giang giật bất động, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại giang giật có thể trong nháy mắt tiến vào thế giới của hắn, hình sử đại nhân tốc độ lại nhanh, trừ phi vận khí nghịch thiên cùng giang giật chạm mặt, nếu không căn bản giết không được giang giật. Nơi ở của hắn ở đâu đây rốt cuộc ở đâu, hình sử đại nhân nhìn chằm chằm tiên linh kính lông mày nhíu chặt, giống như có thể tìm tới giang giật xào huyệt kia tất cả đều dễ dàng rồi. Đáng tiếc hắn dò xét đến xào huyệt, cái này xào huyệt lại quá lớn, chung quanh hắn cảnh tượng hắn căn bản không có nhìn qua, không biết đây là hồng mông thế giới nơi nào. a à, sau năm canh giờ, hình sử đại nhân đột nhiên tinh thần chấn động, hắn lấy ra một cái kim sắc ngọc phù đối ngọc phù quát khẽ nói, toàn bộ chú ý, giang giật có động tính. Năm cái ngay tại các nơi phi hành thượng tiên đồng thời nhận được tin tức, trong mắt lập tức đằng đằng sát khí, giống như giang giật dám ra đây, các nàng sẽ theo từ phía tám mới bay đi tìm tới giang giật cầm xuống có lẽ chém giết hắn kim giới rất nhanh một thanh âm theo ngọc phù bên trong chuyển đến năm cái thượng tiên tốc độ lập tức đạt đến cực hạn trực tiếp tê liệt không gian theo vết nứt không gian tường kép bên trong hướng kim giới phóng đi hình sử đại nhân đã cho địa đồ bình thường bí cảnh tìm không thấy cái này kim giới vẫn có thể tìm được năm cái thượng tiên đều có thần thông tốc độ đều rất nhanh toàn bộ vận dụng tối cường tiên thuật tiến đến kim giới Hình sử đại nhân đồng dạng hướng bên kia tiến đến, bất quá nhanh nhất cũng muốn nửa canh giờ mới có thể đến kim giới. Không cần đi, bốn nén nhang về sau, năm cái thượng tiên đồng thời nhận được hình sử đại nhân đưa tin. Bởi vì, Giang giật ra kim giới đánh chết một cái phong đế cấp minh vương cùng mấy cái ngụy đế cấp minh vương về sau, lập tức lại về tới thế giới của hắn. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Từ đầu đến cuối Giang giật mọi cử động tại tiên linh kính dò xét bên trong, hình sử đại nhân nhìn thấy Giang giật mở ra một cái thông đạo, sau một khắc tựu ra kim giới. Đánh giết cái kia phong đế cấp minh vương về sau, hắn lại mở ra một cái thông đạo về tới cái này một mảnh ngư không. Tiên vực thượng tiên hơn một vạn, thiên tiên 36 vị, từng cái đều có hủy đi hồng mông thế giới lực lượng, thần thông vạn tượng. Nhưng quỷ dị như vậy thần thông hình sử đại nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trừ phi ba vị thiên tôn chúa tể, sợ là ai cũng không có giam giật năng lực như vậy a à. Đều đừng tìm, hình sử đại nhân nghĩ nghĩ, biết rõ thời gian ngắn hắn hẳn là bắt không được giang giật, hắn đưa tin cho năm vị thượng tiên nói, các người phân biệt đi mỗi cái giới diện mỗi cái bí cảnh kiến tạo tiên trận, muốn trong nháy mắt có thể đến tiên trận. Các loại trợ tiên trận kiến tạo tốt, dẫn dụ giang giật ra, nhất cử diệt sát. Mặt khác, các ngươi tại không vi phạm thiên quy tình huống dưới, ta cho phép các người vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, giang giật nhất định phải tìm tới. chương 2156, Thống nhất Hồng Mông Thế Giới rất tốt, liên tục liên tiếp ra ngoài 5 lần, giang giật đều bình an trở về mà lại thu hoạch tương đối khá thất giới lưu lại phong đế cấp minh vương toàn bộ bị giang giật đánh chết ngụy đế cấp minh vương cũng chém giết không ít cho dù có một hai cái cá lọt lưới cũng lật không nổi bọt nước giang giật liên tục xuất kích năm lần đây là đem mệnh không thèm đếm xỉa coi như bị hình xử đại nhân đánh giết hắn cũng không cần thiết hạ Vũ chết rồi mấy cái này phong đế cấp minh vương diệt sát hắn cho dù chết thiên phượng đại đế ngụy thiên vương bọn người đồng dạng có thể dẫn đầu nhân tộc quét ngang minh tộc ổn định hồng mông thế giới xác định không có phong đế cấp minh vương giang giật chuẩn bị xuống một bước hành động hắn tìm tới mạnh nhanh đưa ra cái nhìn của mình hắn đoán chừng hình sử đại nhân thời khắc đang giám thị hắn tránh cho bị hình sử đại nhân nghe trộm ra tình báo hắn cùng mạnh nhanh là truyền âm giao lưu mạnh đại ca ta chuẩn bị phái một chút nhân tộc cường giả yêu tộc ra ngoài để bọn hắn tổ chức nhân tộc yêu tộc đại quân đi triệt để hủy diệt minh tộc Ta muốn biết chính là hình sử đại nhân có thể hay không làm khó hắn bọn họ. Giang giật có chút không xác định, cho nên mới cầu vấn mạnh nhanh, cái sau trầm mặc một lát truyền âm nói, dựa theo lẽ thường tới nói, hình sử đại nhân sẽ không làm khó thủ hạ của ngươi, nhiều nhất dò xét linh hồn của bọn hắn, theo linh hồn bên trong biết được nơi này tình báo. Thượng giới sứ giả không e rằng cho nên đánh giết phàm nhân hạ giới, đây là thiết luật. Hình sử đại nhân trưởng quản hình pháp, không có khả năng cố tình vi phạm, nếu không một khi bị tham gia, hắn hình xử đại nhân vị trí tự khó giữ được. Giang giật nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy, tìm mạnh nanh xác định thoáng cái mà thôi. Mạnh nanh đoán được Giang giật tâm tư, hắn có chút lo lắng nói ra, Giang giật, người đem thủ hạ của ngươi thả ra, lập tức sẽ trở thành hình xử đại nhân dám thì mục tiêu. Giống như theo bọn hắn linh hồn bên trong đạt được nơi này tình báo, truy tung tới nơi này, chúng ta đều xong. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng, phi thường khẳng định truyền âm nói, yên tâm đi, hình sử đại nhân đã cầm tiên linh kính đều không có tìm được thế giới này, hắn cả một đời cũng không tìm tới chúng ta. Nơi này căn bản không tại hồng mông thế giới, cùng hồng mông thế giới không có bất cứ liên hệ nào. Ta không mở ra thông đạo, theo hồng mông thế giới tuyệt đối vào không được chúng ta nơi này. Ta thả ra người, đối với thế giới này hoàn toàn không hiểu rõ, ta chưa nói cho bọn hắn biết bất cứ chuyện gì, coi như cho hình sử đại nhân siêu hồn cũng không quan hệ. Ừm ân, mạnh nanh yên tâm, gật đầu truyền âm nói, vậy được, người mau chóng xử lý tốt hồng mông thế giới sự tình, sau đó nghĩ biện pháp mau chóng mở ra tiên vực chi môn. Ai, người cùng hình sử đại nhân đòn khiêng lên, đi tiên vực còn có rất nhiều chuyện phiền toái, giống như chủ nhân chướng mắt ngươi, không ra mặt bảo vệ ngươi, ngươi chỉ sợ đi tiên vực cũng không có một ngày tốt lành qua. Không quan trọng, Giang giật nhún vai, đi tiên vực giống như trời tử không tốt hơn vậy liền trở về, trở lại trong thế giới của hắn, tại Giang giới hắn còn đứng ỉ dễ chịu, xác định sự tình, giang giật thân thể truyền tống đi nội điện, đem thiên phượng đại đế bọn người triệu tập. Trong đầu của hắn hai cái hồn trùng xuất hiện, trực tiếp bắn vào thiên phượng đại đế thần nghe đại đế trong đầu, hai vị đại lão lập tức quỳ xuống sợ hãi nói, chủ nhân, người đây là. Hai người một mực là giang giật hồn nô linh thú, những năm này đều quen thuộc, giang giật đột nhiên đem hồn trùng trả lại hai người, cái này nhưng làm hai người làm cho sợ hãi, coi là làm gì sai chuyện. Đứng dậy, giang giật mỉm cười nhìn qua hai người truyền âm nói trước đó cùng các ngươi có năm năm ước hẹn bản sớm nên đem hồn chủng trả lại cho các ngươi các ngươi đi theo ta nhiều năm mặc dù là chủ tớ thân phận nhưng ta sớm đã đem các ngươi xem như bằng hữu thân nhân các ngươi cũng có thể hiểu lòng ta thiên phượng đại đế thần nghe đại đế liền vội vàng gật đầu giang giật hoàn toàn chính xác chưa bao giờ đem hai người xem như người hầu nô lệ mà lại giang giật từng tại tu la sơn liều chết cứu thiên phượng đại đế để hắn rất là cảm động Nhìn thấy hai người còn muốn nói gì nữa, Giang giật khoát tay áp chế hai người, ánh mắt quét về phía đại điện bên trong mấy chục người, đây đều là nhân tộc yêu tộc, là nhất cường đại nhân tộc yêu tộc. Hạ vũ chết rồi, đáng tiếc thanh linh viêm đế thạch đế ngân đế linh hồn bên trong ma chủng vẫn như cũ vẫn còn, nếu không hôm nay tụ tập có thể sử dụng cường giả hội càng nhiều. Giang giật không còn dám đi ra, chỉ có thể trông cậy vào đám người này, hắn mặt mũi tràn đầy nặng nề đồng thời truyền âm nói ra, chư vị, đem các ngươi triệu tập là cho các ngươi phân công nhiệm vụ nhiệm vụ lần này có thể sẽ để các người chết đi, để các người hồn phi phách tán, các người có bằng lòng hay không. Nguyện ý, không có chút gì do dự, toàn bộ người chắp tay quát khẽ, giang giật dẫn đầu bọn hắn diệt minh đế, đánh vào minh giới, để bọn hắn lưu danh sử sanh, bảo vệ nhân tộc yêu tộc. Mọi người đã sớm vừa lòng thỏa ý, coi như để mọi người đi chết, cũng có thể nhắm mắt. Tốt, Giang giật đứng dậy truyền âm nói ra, bên ngoài có tiên vực đại nhân vật, ngay tại truy sát ta. Sở dĩ ta không thể đi ra ngoài, ta chuẩn bị cả một đời chết ở chỗ này mặt, phía ngoài minh tộc vẫn còn không có triệt để tiêu diệt. Ta cần các ngươi ra ngoài dẫn đầu nhân tộc yêu tộc quân đội triệt để dẹp yên minh tộc, đem tất cả minh tộc sinh mệnh đánh giết, một tên cũng không để lại, bảo hộ giàn xếp bên ngoài con dân của chúng ta. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, tiên vực đại nhân vật có thể sẽ gây phiền phức cho các ngươi, có thể sẽ siêu hồn, có thể sẽ sử dụng các loại thủ đoạn. Nhưng, tiên vực có tiên vực pháp tắc, hắn không dám đánh chết người bọn họ bất luận kẻ nào, các ngươi sau khi rời khỏi đây riêng phần mình tổ chức quân đội đánh giết minh tộc, sau đó nhất thống toàn bộ hồng mông thế giới, tiên vực người các ngươi đừng quản, bọn hắn không dám giết các ngươi, các ngươi tùy ý qua loa thoáng cái là được. Minh tộc toàn bộ chém giết, nhất thống thiên hạ về sau, phượng tự, ta tương thiên đủ giới cùng thiên ma giới ban cho các ngươi yêu tộc. Còn lại giới diện thì về nhân tộc, các ngươi có gì dị nghị không? Ngụy Thiên Vương, ta không ở bên ngoài thời điểm, nhân tộc toàn bộ sự vụ về ngươi chủ tính chung, sở hữu nhân tộc cường giả nghe ngươi hiệu lệnh, phía ngoài mọi chuyện ngươi đi làm chủ. Giang giật hạ mấy cái mệnh lệnh, nói rất nhiều tình huống, thiên phượng đại đế cùng thần nghe đại đế tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trước kia yêu tộc chỉ là chiếm lĩnh thiên linh giới, có thể được đến hai cái giới diện, vẫn là đại giới mặt tự nhiên vừa lòng thỏa ý. Nhân tộc bên này cũng không có dị nghị, yêu tộc lần này lập xuống đại công lao, lại nói giang giật đồng ý cho, ai dám nói cái gì. Hết thầy chuẩn bị hoàn tất, Giang giật bắt đầu triệu tập quân đội, dòng giã điều tập 3.000 vạn, nhân tộc cường giả yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá cũng không có cứ như vậy bay ra thông đạo, mà là tiến vào thiên đình. Nếu như vậy bay ra thông đạo, tốn hao thời gian thật lâu, vạn nhất bị hình sử đại nhân tìm tới thông đạo trong nháy mắt tiến vào thế giới của hắn đâu thiên đình giang giật giải trừ tinh thần liên hệ, cho ngụy Thiên Vương tạm dùng, ngụy Thiên Vương mang theo Thiên Châu một người bay ra thông đạo là đủ. Tầm nửa ngày sau, quân đội các loại tất cả an bài xong, Giang giật quả quyết liên tiếp một cái thông đạo. Cái thông đạo này là liên tiếp phản tượng tiểu giới, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Hưu, Ngụy Thiên Vương mang theo Thiên Châu bắn ra, Giang giật trong nháy mắt đóng lại thông đạo. Thông đạo đóng lại, Giang giật thế giới cùng hồng mông thế giới triệt để đã mất đi liên hệ, Giang giật không cách nào dò xét đi ra bên ngoài tình huống, mạnh nanh cũng không được, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Ngụy Thiên Vương Thiên Phượng Đại Đế bọn hắn. Đi, Giang giật mang theo kha lộng ảnh cùng mạnh nanh còn có những người còn lại hướng một cái hỗn độn bay đi, hắn cũng không dám đem những này người trong nháy mắt làm đi giang giới, hình sự đại nhân thời khắc có thể tại thông qua tiên linh kính khóa chặt hắn, hắn trong nháy mắt đem người chuyển di hội bại lộ rất nhiều vấn đề. Giang giật thế giới Tây Bắc Biên có một cái hỗn độn, Giang giật rất sớm đã đem trong thế giới đản sinh thiên địa linh khí đều quán chú đi vào, giờ phút này cái hỗn độn đã trưởng thành đến một cái tiểu bí cảnh lớn như vậy. Giang giật chuẩn bị mang theo kha lộng ảnh mạnh nhanh cùng còn lại quân đội đi vào bí cảnh, trước giàn xếp lại, lại chậm chậm mưu toan. Hy vọng phượng tử ngụy thiên vương bọn hắn hết thảy thuận lợi đi. Giang giật không dám đi ra ngoài, tình huống bên ngoài hai mắt sờ soạng, chỉ có thể âm thầm ở bên trong cầu nguyện. chương 2157, Mỹ Tiên Thuật Ừm ra nhiều như vậy quân đội, Giang giật thả ra ngụy thiên vương, ngụy thiên vương khống chế thiên đình nhẹ nhõm tìm được truyền tống đi tiểu thiên thế giới thủy quyền truyền tống trận sau đó thả ra quân đội bắt đầu trước đem thủy quyền minh tộc toàn bộ chém giết, mà hết thảy này đều tại hình sử đại nhân dò xét bên trong. Hắn cũng không có đưa tin cho năm cái thượng tiên, nhân tộc yêu tộc ra đây là chuyện tốt, có thể căn cứ những này nhân tộc yêu tộc quân đội điều tra ra rất nhiều manh mối, truy tung giang giật tiềm ẩn không gian cụ thể phương vị. Năm cái thượng tiên đều tại tu kiến truyền tống trận, tại toàn bộ thiên giới mỗi cái đại giới mặt đều bố trí tiên trận. Hồng mông thế giới truyền tống quá đơn giản, bố trí tiên trận phi thường nhẹ nhõm, đã bố trí rất nhiều đơn giản tiên trận, bọn hắn trong nháy mắt có thể tại hơn phân nửa thiên giới truyền tống. Nhân tộc yêu tộc quân đội xem ra thời gian ngắn sẽ không tiến đi, trước hết để bọn hắn thanh lý đi. Dù sao muốn đem toàn bộ hồng mông thế giới minh tộc thanh lý, ít nhất cần mấy tháng thời gian một năm, ngược lại không gấp. Hình sử đại nhân tâm tính rất ổn, hắn đã hạ quyết tâm nhất định muốn cầm xuống giang giật, sở dĩ hao phí một hai năm thời gian cũng ở đây không tiếc giang giật có thể trong nháy mắt tại toàn bộ hồng mông trong thế giới tự do tung hoành rất nhiều lần đều kém chút bắt hắn lại đáng tiếc bọn hắn xuyên thẳng qua tốc độ lại nhanh cũng không có giang giật chạy nhanh các loại chờ những này truyền tống trận kiến tạo hoàn tất hình sử đại nhân cùng ngũ đại thượng tiên liền có thể trong nháy mắt đến hồng mông thế giới bất luận cái gì khu vực đến lúc đó đem giang giật dẫn ra đem có thể nhẹ nhõm chân áp hình sử đại nhân có được vô tận sinh mệnh vĩnh sinh bất tử một hai năm thời gian đối với cho hắn tới nói không tính là cái gì sỉ nhục này nhất định phải rửa sạch, giang giật nhất định phải cầm xuống. Ngụy Thiên Vương bọn người tiến triển không tệ, việc này còn được cảm tạ hình sự đại nhân. Hạ Vũ vốn định trước khi chết đưa tin cho sở hữu minh tộc, ma hóa hết thảy có thể ma hóa nhân tộc yêu tộc. Nhưng bởi vì hình sự đại nhân đưa lên một cái hư ảnh tới, để Hạ Vũ sinh lòng may mắn, sở dĩ không có dưới mệnh lệnh này. Cuối cùng bị giang giật quả quyết diệt sát tàn hồn, sở dĩ thủy quyền mặc dù rất nhiều con dân bị ma hóa, vẫn như cũng có không ít nhân tộc yêu tộc giữ lại hai cái phong đế cấp một đám ngụy đế cấp mấy ngàn phong vương cấp mấy ngàn vạn nhân tộc đại quân thủy quyền dẹp yên rất nhanh vẻn vẹn mấy ngày thời gian tự dẹp yên ngụy thiên vương thông qua truyền thống trận phân biệt triệu tập quân đội đi vạn tượng tiểu giới từng cái lục soát minh tộc hắn thì thông qua thiên đình dẫn đầu đại quân truyền thống đi hạ giới lại tìm truyền thống trận đi còn lại tiểu thiên thế giới thiên giới gần như không có nhân tộc đi thiên giới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vẫn là trước thanh lý bảy cái tiểu thiên thế giới vạn tượng tiểu giới các loại chờ sở hữu minh tộc thanh lý xong, Ngụy Thiên Vương Thiên Phượng Đại Đế bọn hắn mới có thể đi thiên giới, quét ngang sở hữu giới diện cùng minh giới. Hình sử đại nhân một mực không hề lộ diện, không có làm khó bọn hắn, cái này khiến Thiên Phượng Đại Đế Ngụy Thiên Vương bọn người thở dài một hơi. Giang giật phi thường khẳng định nói, tiên vực có tiên vực quy tắc, tuyệt đối sẽ không đối hạ giới người động thủ, mọi người cũng an tâm không ít. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bảy cái tiểu thiên thế giới minh tộc từng cái bị thanh lý, rất nhiều vạn tượng tiểu giới minh tộc bị tìm tới đánh giết. Bất quá rất nhiều tiểu giới mặt sinh linh toàn bộ bị ma hóa, bảy cái tiểu thiên thế giới bị ma hóa nhân tộc yêu tộc không cách nào tính ra. Lần này dung chuyển xem như nhân tộc yêu tộc trong lịch sử thảm thiết nhất một lần chiến tranh rồi, chết đi nhân tộc yêu tộc đều là dùng ước làm đơn vị. Hơn một tháng sau, tại thất giới minh tộc toàn bộ bị chém giết về sau, ngụy Thiên Vương bọn người triệt để thở dài một hơi. Vạn tượng tiểu giới mặc dù còn có minh tộc ẩn núp, nhưng đánh giết chỉ là vấn đề thời gian, thiên giới minh tộc quân đội cường giả không nhiều lắm, dẹp yên cũng liền vấn đề thời gian. Xót cục có thể triệt để dẹp yên minh tộc, giấc mộng này trôn giấu tại nhân tộc yêu tộc trong lòng đã hơn một vạn năm, lập tức sẽ thực hiện, nhân tộc yêu tộc đời đời kiếp kiếp đều không cần lo lắng e ngại minh tộc, không sợ bị diệt tộc, có thể an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Cái này hơn một tháng thời gian, hình sử đại nhân chưa bao giờ lộ diện qua, ngũ đại thượng tiên đồng giảng không có tìm những này quân đội phiền phức. Thiên phượng đại đế cùng ngụy Thiên Vương bọn người coi là giang giật tính sai, nếu không thời gian dài như vậy làm sao còn chưa tới tìm bọn hắn. Ngụy Thiên Vương tại bảy cái giới diện phân biệt lưu lại 50 vạn quân đội, phái ba cái phong vương cấp tỏa chấn, giang giật trước kia lưu lại quân đội cũng cho những này phong vương cấp xuất lĩnh, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ vạn tượng tiểu giới minh tộc. Chính hắn đem còn lại quân đội cùng cường giả đều chứa vào thiên đình, tìm một cái không gian thông đạo, đi thiên giới. Theo thượng giới hạ giới có chút khó khăn, hạ giới đi thượng giới cũng rất đơn giản, Ngụy Thiên Vương thân thể xông vào thông đạo, sau một khắc tựu ra thiên hồng giới ngoại một cái bí cảnh bên trong. Đi, Ngụy Thiên Vương tiến nhập thiên đình chỉ lên trời hồng giới bay đi, nội tâm khẩn trương lên, giống như hình sử đại nhân tìm phiền toái lời nói, bọn hắn đến thiên giới khẳng định sẽ xuất hiện. Một đường tính, rất nhanh liền đến thiên hồng giới. Mọi người toàn bộ thở dài một hơi, Ngụy Thiên Vương thu hồi thiên đình tiến vào thiên hồng giới, hướng cửu dương thành bay đi. Cửu dương thành yên tĩnh, không có một cái nào minh tộc, thành trì rách dưới, nhân tộc trinh sát đoán chừng ẩn núp đi, Ngụy Thiên Vương không có dò xét đến một cái. Hô hô, mặc dù cửu dương thành rách dưới, nhưng Ngụy Thiên Vương vẫn là rất là vui mừng, nơi này chính là nhà của hắn, là hắn cái, một lần nữa đoạt lại hắn phi thường vui mừng. Ong ong ong, Ngụy Thiên Vương lấy ra thiên đình đem vô số nhân tộc yêu tộc quân đội phóng xuất, chuẩn bị trước quét ngang toàn bộ thiên hồng giới, đem bên trong minh tộc trinh sát đều dọn dẹp sạch sẽ, vững chắc hậu phương lại từng cái quét ngang toàn bộ thiên giới, cuối cùng đánh tới minh giới, triệt để hủy diệt minh tộc. Ngay tại Ngụy Thiên Vương đem sở hữu cường giả quân đội phóng xuất về sau, đột nhiên xảy ra dị biến, trên bầu trời có chúc tạo nên một đạo liên y, hai người đột nhiên xuất hiện. Hai người là một nam một nữ, nam mặc áo bào xanh bề ngoài rất là yêu diễm, mặc dù là nam tử đều để Ngụy Thiên Vương bọn người tâm thần động dao động. Nữ thì có một cỗ phiêu nhiên như tiên khí chất, rất nhiều nhân tộc yêu tộc cấp thấp quân sĩ xem xét nữ tử này trong mắt đều lộ ra vẻ si mê, linh hồn thoáng cái tựu bị mê hoặc. Thượng tiên, Thiên phượng đại đế cùng thần nghe đại đế trong mắt dần hiện ra thật sâu ý sợ hãi cùng địch ý, bất quá hai người đều không dám loạn động. Dùng hai người chiến lược đi cùng thượng tiên đối chiến, kia là lấy trứng trọi đá, hai cái này thượng tiên như xuất thủ, cái này mấy chục triệu người trong nháy mắt có thể đánh giết. Ha ha, sao chỉ thượng tiên mỉm cười, một cỗ không hiểu khí thức từ trên người nàng dập dờn mà đến, lần này không chỉ là quân đội, tất cả cường giả bao quát ngụy thiên vương thiên phượng đại đế các loại chờ, trong mắt mọi người đều trở nên si mê, mấy ngàn vạn nhân tộc yêu tộc linh hồn trong nháy mắt đều bị giao trì tiên tử khống chế. Giao trì thượng tiên, người cái này mỹ tiên thuật đối phó phàm nhân hạ giới dùng quá tốt. Cô phi thượng tiên giơ ngón tay cái lên, nếu như là hắn đến động thủ cũng có thể khống chế, bất quá không có giao trì tiên tử nhẹ nhàng như vậy. Giao trì tiên tử cười nhạt một tiếng, xem thường, mở miệng nói, làm việc đi, cô phi thượng tiên, đại nhân còn chờ lấy chúng ta kết quả đây. Tốt, cô phi thượng tiên thả ra thần thức bắt đầu từng cái dò xét tất cả mọi người linh hồn, nhiều người như vậy muốn từng cái dò xét, lượng công việc này phi thường lớn, hai vị thượng tiên các loại chờ dò xét hoàn tất đoán chừng cũng mệt mỏi đến quá sức. Hai vị thượng tiên trước hết nhất dò xét thiên phượng đại đế cùng thần nghe đại đế, sau đó từng cái theo thực lực dò xét. Tại tất cả mọi người linh hồn bên trong tìm kiếm tin tức hữu dụng, dạng này tổng hợp nói không chừng có thể tìm tới gian giật xào huyệt. Đáng tiếc, tại từng cái nhân tộc yêu tộc lục soát về sau, cô phi thượng tiên cùng giao trì thượng tiên đôi mắt dần dần trở nên ảm đạm. Hai người cũng không có đạt được quá nhiều tình báo hữu dụng, giang giật thế giới kia cái này mấy ngàn vạn nhân tộc yêu tộc cũng đều không hiểu, giang giật không cùng mọi người tiết lộ qua thêm tin tức. Đi, trở về bẩm báo đại nhân, sau mười mấy canh giờ, hai cái thượng tiên dò xét hoàn tất, hai người mệt đến ngất ngư, bất quá ngược lại là dò xét đến một chút miễn cưỡng tin tức hữu dụng, liền là không biết có thể hay không tìm tới giang giật xào huyệt chương 2158, không thể bắt lại bất luận cái gì tay cầm. Thiên hồng giới một đỉnh núi phía trên có một tòa cung điện, cung điện này là một cái thần kỳ bảo vật, đừng nói người bình thường coi như phong đế cấp đều dò xét không đến, nhìn không thấy. Tự tìm hiểu những tin tức này trở về, trong cung điện, hình sử đại nhân mặt mũi tràn đầy âm trầm thần sắc, cô phi thượng tiên cùng giao trì thượng tiên dò xét mấy chục triệu người, đạt được hữu dụng tình báo lại cũng không nhiều. Hữu dụng nhất tình báo, thiên yêu giới đích thật là bị giang giật làm sụp đổ. Thiên phượng đại đế bọn người linh hồn trong trí nhớ đều phi thường tinh tường, giang giật tại long cốc bên trên tự bạo, sau đó xuất hiện một cái không gian hắc động, điên cuồng hấp thu thiên yêu giới thiên địa linh khí nguyên tố, cuối cùng dẫn đến thiên yêu giới sụp đổ. Điểm này hình sử đại nhân cơ bản đã xác định, hắn muốn không phải cái này, mà là giang giật ẩn thân ở nơi nào làm sao dẫn dụ giang giật ra làm sao bắt lấy hắn làm sao đánh giết hắn. Tại thiên phượng đại đế các loại chờ tất cả mọi người ấn tượng bên trong, giang giật cái kia không gian phi thường thần bí, mọi người thông qua thiên đình dò xét cái gì chỉ có vô tận hư không, còn có một số xem không hiểu hỗn độn. Giang giật không có dẫn bọn hắn đi giang giới, một mực tải hư không bên trong. Giang giật có thể mở ra một cái thông đạo đem mọi người hút vào đi vào, có thể mở ra một cái thông đạo đưa mọi người hồi trở lại hồng mông thế giới. Đồng thời giang giật có thể bằng vào cái thông đạo này, đi hồng mông thế giới bất kỳ địa phương nào. Trừ cái đó ra liền không có bất luận cái gì tình báo hữu dụng, cái kia không gian đến cùng ở đâu như thế nào mới có thể tìm tới cái kia không gian, làm sao tiến vào cái kia không gian thiên phượng đại đế ngụy thiên vương bọn người hoàn toàn không biết gì cả. Hai vị thượng tiên dò xét tình huống, hình sự đại nhân cơ bản đã rõ ràng, sở dĩ những tin tình báo này một chút tác dụng đều không có. Duy nhất tác dụng liền là ngụy thiên vương bọn người não hải ký ức, có thể trở thành chứng cứ, phán định giang giật đem thiên yêu giới làm sụp đổ, có thể danh chính ngôn thuận đuổi bắt đánh giết giang giật. Truyền tống tiên trận đã kiến tạo không biết bao nhiêu cái, vạn tượng tiểu giới, bảy đại tiểu thiên thế giới, thiên giới, khắp nơi đều là truyền tống trận. Chỉ cần giang giật dám ra đây hình sự đại nhân liền có thể tại mấy chục hơi thở thời gian bên trong đến giang giật bên người, sau đó tại hắn còn đến không kịp tiến vào trước thông đạo dùng thiên địa chi lực trấn áp hắn, để hắn không thể trốn đi đâu được. Vấn đề là, giang giật không ra ngoài, toàn bộ hơn một tháng, Giang giật một mực tại một cái phi thường nhỏ bí cảnh bên trong ngồi xếp bằng tu luyện, hắn thậm chí không có xuất quan qua. Ai cũng không biết hắn muốn tu luyện bao lâu, bao lâu sẽ xuất quan, bao lâu sẽ đến hồng mông thế giới. Một năm mười năm một trăm năm, giống như Giang giật một mực không ra, chẳng lẽ bọn hắn vẫn tại bực này, mỗi lần qua một ngày hình xử đại nhân cũng cảm giác mặt hội càng đau mấy phần. Hắn trở về lấy tiên linh kính, chuyện nơi đây mặc dù che giấu, nhưng vẫn là kinh động đến một vài thiên tiên. Hắn thân là hình xử đại nhân, trưởng quản tiên giới hình luật tự nhiên sẽ đắc tội một số người. Kia vài thiên tiên mặc dù mặt ngoài không có động tính, kỳ thật khẳng định trong bóng tối giò xét, nhìn hắn chê cười. Thời gian càng lâu, chuyện nơi đây hồi khuếch tán đến càng nhanh, đến lúc đó toàn bộ tiên vực đều sẽ biết rõ, hắn sẽ thành tiên vực trò cười. Trọng yếu nhất chính là, hắn đường đường thiên tiên, hình xử đại nhân, nếu như ngay cả một cái hạ giới tiểu nhân vật đều bắt không được hắn còn có cái gì tư cách trưởng quản tiên vực hình luật sự tình kéo càng lâu nói không chừng kia ba vị thiên tôn đều sẽ chú ý, vị trí của hắn có thể giữ không được. Nửa năm, nhất định phải trong vòng nửa năm cầm xuống giang giật, nếu không thiên tôn khẳng định hội chú ý. Hình sử đại nhân âm thầm hạ quyết tâm, hắn đôi mắt lấp lóe lạnh giọng đối năm vị thượng tiên hạ lệnh, trong vòng nửa năm, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định muốn đem giang giật dẫn dụ ra, hoặc là tìm đến nơi ở của hắn. Bất quá thiên quy không thể vi phạm, tuyệt đối không thể. Bị người ta tóm lấy tay cầm, hiểu không giống như bị người ta tóm lấy tay cầm, ta không chút lưu tình. Đã hiểu, năm cái thượng tiên nhao nhao gật đầu, các nàng toàn bộ minh bạch hình sự đại nhân ý tứ, không dùng được biện pháp gì cái kia chính là biện pháp gì đều có thể dùng. Không thể vi phạm thiên quy, không thể cho người nắm được cản ý tứ này rõ ràng hơn. Trọng yếu nhất mấy đầu thiết luật không thể vi phạm, nhưng... Còn lại thiên quy đều có thể vi phạm, điều kiện tiên quyết là không thể lưu lại tay cầm cùng chứng cứ, Giống như một khi bị người ta tóm lấy chứng cứ, như vậy việc này cùng hình xử đại nhân không quan hệ, là bọn hắn tự mình hành vi, xảy ra chuyện chính mình khiêng. Hình xử đại nhân là các nàng người lãnh đạo trực tiếp, cái này nổi mọi người nguyện ý đỉnh, năm người cũng rất là hưng phấn. Việc này hình xử đại nhân coi trọng như thế, giống như ai có thể giúp hắn làm tốt việc này, về sau khẳng định bình bộ thanh vân, có thể được đến chỗ tốt rất rất nhiều. Giang giật sâu kiến, cô phi thượng tiên cười lạnh một tiếng trước tiên đi xuống, đỉnh nồi sợ cái gì chỉ cần sự tình làm sạch sẽ hình sự đại nhân chủ quản hình luật không có chứng cứ coi như bị người phát hiện cũng không có việc gì cầm tù cái mấy chục vạn năm sau khi ra ngoài hình sự đại nhân khẳng định hội đền bù giống như giúp hình sự đại nhân làm tốt việc này chỗ tốt sẽ không thể tưởng tượng cô phi thượng tiên đều có chút không thể chờ đợi hắn bay thẳng ra ngoài bất quá cũng không có lập tức rời đi mà là đứng tại đỉnh núi tĩnh tĩnh tư thi vù vù còn lại bốn cái thượng tiên bay ra tam bào thai huynh đệ thành thành thật thật truyền tống đi, bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm giang giật xào huyệt. Giao chỉ thượng tiên thì đi đến cô phi thượng tiên bên cạnh hỏi, cô phi thượng tiên, người có tính toán gì? Cô phi thượng tiên trầm ngâm một lát, nói ra, giang giật trốn ở cái kia kỳ dị trong không gian, chúng ta cũng không tìm tới cái kia không gian. Hắn phái ra thủ hạ ra tiêu diệt toàn bộ minh tộc, lúc trước hắn xuất thủ mấy lần đem minh tộc cường giả đều đánh chết, dựa vào những này thủ hạ đầy đủ quét ngang tất cả minh tộc. Sở dĩ, giang giật chắc chắn sẽ không để ý tới chuyện bên ngoài cũng sẽ không xảy ra đến dò xét phía ngoài mọi chuyện hắn sẽ không biết sao chỉ thượng tiên nhẹ gật đầu nói ra đích thật là dạng này coi như chúng ta đem hắn thủ hạ đều giết cũng vô sự tại bổ hắn đều không dò xét tình huống bên ngoài đây cũng là đầu ta đau địa phương chúng ta cũng không thể công khai giết người mạnh nhanh ở bên cạnh hắn hắn quen thuộc thiên quy sở dĩ hắn mới yên tâm như thế đem thủ hạ toàn bộ phóng suất cô phi thượng tiên nói tiếp muốn dẫn dụ giang giật ra đầu tiên muốn làm chính là nghĩ biện pháp liên hệ hắn xúc động hắn cho hắn biết tình huống bên ngoài rất nghiêm trọng hắn không ra tất cả nhân tộc yêu tộc đều sẽ chết sao chỉ thượng tiên trong con người dâng lên mưa bụi lông mày nhíu chặt hỏi vấn đề là làm sao liên hệ hắn làm sao xúc động hắn làm sao để hắn ra dò xét cục thế bên ngoài cô phi thượng tiên cắn răng làm ra một cái quyết định trầm giọng nói ra bất kể như thế nào chúng ta trước tiên cần phải ngưng trọng một loại thế cục để nhân tộc yêu tộc tình thế nguy cấp, khiến cho Giang giật không thể không ra. Người nói là giúp minh tộc giao chỉ thượng tiên trong mắt hàn quang lóe lên, trần chờ nói ra, nhưng chúng ta không thể lưu lại bất cứ chứng cứ gì a à, nếu không phía trên truy cứu xuống tới, chúng ta lẫn vào hạ giới phân tranh, đến lúc đó hình sự đại nhân đều không gánh nổi chúng ta. Ta không nói muốn lẫn vào a à. cô phi thượng tiên khóe miệng lộ ra một tiên nụ cười âm trầm, nhếch miệng cười nói, chúng ta đi những cái kia tiểu giới mặt tìm những cái kia ẩn núp minh tộc, làm mấy cái tiên bia, giáo mấy tay đặc thù thần thông cho bọn hắn, để nhân tộc cường giả yêu tộc căn bản tìm không thấy minh tộc, đánh giết không được những cái kia minh tộc. Những cái kia minh tộc hội từng cái giới diện nhân tộc yêu tộc ma hóa, theo chết đi nhân tộc yêu tộc càng ngày càng nhiều, thiên hồng giới nhân tộc cường giả yêu tộc khẳng định sẽ nóng nảy, khẳng định hội. Nghĩ biện pháp liên hệ giang giật, nhiều người như vậy giúp chúng ta nghĩ biện pháp đem giang giật dẫn dụ ra, so với chúng ta hai cái nghĩ biện pháp đơn giản nhiều a à? Biện pháp tốt, giao trì thượng tiên đôi mắt đẹp sáng lên, truyền ta đơn giản công pháp cái này không có vấn đề, ai biết là các nàng truyền có cái gì chứng cứ chứng minh đâu. Lại nói, các nàng chỉ cần không trực tiếp truyền công pháp, coi như bị điều tra ra lại như thế nào cùng lắm thì cầm tù mấy chục vạn năm, có hình xử đại nhân tại hoàn toàn không là vấn đề. chương 2159, Nhân gian thảm kịch. Truyền công pháp quá đơn giản, có thể trở thành thượng tiên từng cái đều là thần thông quảng đại, các nàng kiên nhẫn lâu dài xa sinh mệnh, có thể sáng tạo ra vô tận công pháp thần thông tuy ý truyền thụ một cái đơn giản công pháp liền có thể giúp minh tộc che giấu trừ phi thiên phượng đại đế cùng thần nghe đại đế tự mình đi tìm kiếm coi như ngụy thiên vương đi tìm cũng không tìm tới vạn tượng tiểu giới đã từng bị xếp vào xuống dưới mấy trăm vạn quân đội nói một cách khác có mấy trăm vạn cái giới diện đều ẩn núp minh tộc mặc dù ngụy thiên vương đã phái quân đội thanh lý nhưng muốn triệt để thanh lý xong ít nhất cần một hai năm thời gian hẳn là còn có hai ba trăm vạn minh tộc tiềm phục tại hạ giới đối với hai vị thượng tiên tới nói, truyền công đi cho cái này một hai trăm vạn minh tộc, chỉ cần mười mấy ngày thời gian. Các nàng tùy ý vận dụng một chút thần thông, sau đó để minh tộc chính mình cảm ngộ cái này thần thông công pháp, tự liền minh tộc chính mình cũng không biết có người truyền công cho bọn hắn, cho là mình cảm ngộ. Đương nhiên, huyền diệu như thế công pháp thần thông, phổ thông minh tộc là không thể nào chính mình cảm ngộ, đây là một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, khẳng định có người truyền công. Vấn đề là chứng cứ đâu, bất cứ chuyện gì đều muốn chứng cứ à, ai có thể chứng minh là giao chỉ thượng tiên cùng cô phi thượng tiên truyền, mà không phải còn lại thượng tiên truyền minh tộc hoàn toàn không biết có người truyền công, cái này sao có thể tìm được chứng cứ. Mặc dù không có cảm ứng được có thượng tiên hạ giới, nhưng cô phi thượng tiên cùng giao chỉ thượng tiên có thể trăm phần trăm xác định giờ phút này hồng mông thế giới ẩn núp ít nhất 10 cái thượng tiên, là thế lực khắp nơi phái xuống tới tham tử. Các nàng hoàn toàn có thể trả đũa, nói là những này thượng tiên cố ý hãm hại các nàng. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Sao Chỉ Thượng Tiên cùng Cô Phi Thượng Tiên bắt đầu hành động, nhanh chóng truyền công, hai người ngưng tụ một loại huyến cảnh, tìm tới những cái kia minh tộc, sau đó chế tạo một chút tiên bia tại minh tộc cảm mộ, sau tiên bia tự động bạo liệt, bọn hắn tâm niệm vừa động tiên bia cũng sẽ bạo liệt, dạng này sẽ không lưu lại chứng cứ. Có tiên bia truyền công tựu đơn giản, coi như lại ngu xuẩn minh tộc đối lĩnh hội cũng có thể nhanh chóng cảm mộ thần thông. Chỉ là mấy ngày thời gian tựu có mấy vạn minh tộc cảm mộ một loại rất lợi hại tiềm phục thuật, phóng thích loại này tiềm phục thuật trừ phi thiên phượng đại đế thần nghe đại đế xuất động, còn lại nhân tộc cường giả yêu tộc căn bản dò xét không đến. Hai vị thượng tiên lại cắm vào một cái ý niệm trong đầu tiến vào những này minh tộc trong đầu, minh đế đã chết, minh giới bị công phá, nhân tộc ngay tại điên cuồng truy sát minh tộc, chuẩn bị đem minh tộc triệt để hủy diệt. Những tin tức này đều là thật, lại đều kích phát những cái kia minh tộc nội tâm bạo ngược. Minh đế đều đã chết, minh tộc đều muốn diệt phong, bọn hắn nên làm cái gì chỉ có thể điên cuồng trả thù nhân tộc yêu tộc, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đem từng cái giới diện toàn bộ sinh linh ma hóa. Tại hai vị thượng tiên âm thầm bố trí, ước vạn vạn tượng tiểu giới phát sinh từng tràng nhân gian thảm kịch. Từng cái giới diện bên trong minh tộc điên cuồng ma hóa phạm nhân, sau đó phạm nhân biến thành minh nô về sau, tiến công còn lại phạm nhân. Minh nô càng ngày càng nhiều, quét sạch toàn bộ giới diện, cuối cùng. Toàn bộ giới diện toàn bộ sinh linh biến thành minh nô. Giống như minh đế không chết, giống như minh tộc không hủy diệt những cái kia ẩn núp minh tộc quân sĩ có thể sẽ không bạo tẩu, muốn tiếp tục các loại chờ mệnh lệnh mới có thể làm việc. Minh đế chết rồi, minh tộc muốn bị hủy diệt, những này ẩn núp minh tộc biết rõ không ai cho bọn hắn ra lệnh, bọn hắn tồn tại cũng không có ý nghĩa. Sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào trả thù, để càng nhiều nhân tộc yêu tộc biến thành minh nô. Thiên hồng giới, cửu dương thành, hai vị thượng tiên dò xét tất cả mọi người linh hồn, nhưng phi thường quỷ dị chính là. Tất cả mọi người không biết hai vị này thượng tiên tới qua, cũng không biết linh hồn của bọn hắn bị dò xét qua. Bọn hắn một khắc này ký ức đều bị xóa đi, hai vị thượng tiên dò xét một cái tựu xóa đi một người ký ức, sở dĩ tựu liền thiên phượng đại đế thần nghe đại đế cũng không biết, trí nhớ của mình đã từng bị dò xét qua. Đây chính là thượng tiên thủ đoạn, chân chính tiên nhân chỗ cường đại. Thiên phượng đại đế ngụy Thiên Vương trong khoảng thời gian này một mực triệu tập quân đội quét ngang thiên hồng giới, bắt được một chút minh tộc trinh sát, thiên hồng giới cơ bản đã khống chế tại nhân tộc trong tay. Bất quá gần nhất hạ giới không ngừng truyền đến tin tức, để chư vị đại lão tâm tình trở nên rất nặng nề. Ngay từ đầu kể một ít giới diện bị triệt để ma hóa, mọi người còn không có quá để ý, nhưng chỉ chỉ là mấy ngày thời gian, bị ma hóa giới diện đã đạt đến hơn ngàn, đây chính là mấy ngàn tỷ sinh linh A. Các vị đại lão lập tức điều tập cường giả xuống dưới, ngụy đế cấp đi 7-8 cái, chủ trì đại cục. Vạn tượng tiểu giới mặc dù là phàm nhân, một cái giới diện một đoạn thời gian rất dài mới có một cái phi thăng giả, nhưng đây là nhân tộc yêu tộc căn cơ, có thể liên tục không ngừng phi thăng thiên tài đi lên. Giang giật liền là phi thăng giả, cái này khiến chư vị đại lão cũng không dám coi thường vạn tượng tiểu giới. Vạn tượng tiểu giới nhân tộc yêu tộc đều là đồng bào của bọn hắn, nếu như là nguyên nhân khác bọn hắn sẽ không để ý, lại là minh tộc tứ không kiêng sợ đổ sát, bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Quân đội triệu tập xuống dưới mấy trăm vạn, phong vương cấp triệu tập xuống dưới hơn 300, ngụy đế cấp xuống dưới bảy tám cái, tại Ngụy Thiên Vương bọn người xem ra một chút cấp thấp minh tộc hẳn là có thể nhẹ nhõm chân áp. Nhưng mà, tại sau 5 ngày, từng cái tình báo truyền lên, để mọi người triệt để trợn tròn mắt. Đi nhiều cường giả như vậy cùng quân đội, thất giới quân đội đều triệu tập đi xuống. Nhưng từng cái giới diện vẫn là không ngừng bị ma hóa, tốc độ gấp bội tăng lên, tính đến đến bị ma hóa giới diện đã đạt đến hơn vạn. Giống như đã tốc độ như vậy tiếp tục kéo dài, ước vạn cái giới diện đoán chừng cũng chính là thời gian mấy năm trọng yếu nhất chính là những cái kia ngụy đế cấp xuống dưới đi từng cái giới diện chỉ là tìm tới đánh chết đếm không hết minh nô ẩn núp minh tộc cũng không có tìm tới quá nhiều một cái vừa mới dò xét qua giới diện nguyên bản không có phát hiện bất luận cái gì minh tộc tại mấy canh giờ sau cái này giới diện đột nhiên luân hãm còn có liền là ba cái phong vương cấp rõ ràng khóa chặt một cái minh tộc nhưng này cái minh tộc lại tại ngay dưới mắt biến mất về sau cái này giới diện truyền tống tới một cái ngụy đế cấp đồng dạng tìm không thấy cái này minh tộc Tại tất cả mọi người cùng đại quân rút lui về sau, cái này giới diện lại lập tức luân hãm. Sự tình ra khác thường tất có yêu, hai vị đại đế cùng ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương hạng khôi bọn người không dám khinh thường, lưu lại bộ phận quân đội cùng cường giả, toàn bộ hạ giới. Giang giật đem nhân tộc cùng yêu tộc giao phó cho bọn hắn, đều ngưng tạo tốt như vậy cục diện. Giống như bọn hắn còn thủ không được nhân tộc yêu tộc, bọn hắn có cái gì diện mục đi gặp Giang giật. Các cường giả gần như dốc toàn bộ lực lượng, quân đội điều tập ngàn vạn, bốn phía tuần tra, điều tra ẩn núp minh tộc. Chỉ là ba ngày, một tin tức được chứng thực, những cái kia ẩn núp minh tộc đều nắm giữ một loại phi thường lợi hại ẩn núp thần thông, coi như thần nghe đại đế đều rất khó dò xét đến, chỉ có thiên phượng đại đế có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Thiên Phượng Đại Đế bắt được ba cái minh tộc cưỡng ép siêu hồn, đạt được xác định đáp án. Những này minh tộc đều quỷ dị học xong một loại lợi hại ẩn núp thần thông, còn học được là cùng một loại. Coi như Thiên Phượng Đại Đế bọn người có mốc cũng biết, những này thần thông khẳng định là trong tiên vực người truyền thụ cho. Nếu không từng cái cấp thấp minh tộc, làm sao có thể liền ngụy thiên vương đô dò xét không đến. Biết rõ nguyên nhân, nhưng tất cả mọi người thúc thủ vô sách, thiên phượng đại đế tốc độ chỉ có nhanh như vậy. Từng cái giới diện dò xét mà đi, từng cái minh tộc đánh giết, muốn toàn bộ minh tộc đánh giết cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Mà từng cái giới diện còn tại dùng tốc độ khủng khiếp luân hãm, vô số sinh linh biến thành cái xác không hồn, vĩnh viễn trầm luân đoán chừng các loại chờ thiên phượng đại đế đánh giết sở hữu minh tộc, ước vạn cái vạn tượng tiểu giới có một nửa đều luôn hãm. Coi như mỗi cái giới diện phái một chút quân đội chấn thủ đồng dạng vô dụng, minh tộc ma hóa một số người sau lập tức ẩn núp. Tiếp lấy đi một bên khác ma hóa, lợi dụng minh nô đi ma hóa còn lại sinh linh, cho dù có nhân tộc quân đội chấn thủ cũng không làm nên chuyện gì, phổ thông quân đội cường giả căn bản tìm không thấy ẩn núp minh tộc. Không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp liên hệ chủ nhân. Thiên phượng đại đế bản năng nghĩ đến giang giật, trong lòng hắn giang giật là không gì làm không được. Coi như giang giật không ra, cùng mạnh nanh thương nghị một chút, nhắc nhở một chút bọn hắn, bọn hắn cũng không trở thành trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy nhân tộc yêu tộc chết đi. Cắt cắt chương 2160, đốt đi mảnh này thiên. Người đều có tính ỷ lại, trước kia rất nhiều cường giả ỷ lại thanh đế, đằng sau ỷ lại giang giật. Bọn hắn cái gì đều nghe giang giật, giang giật để bọn hắn đi đâu liền đi đó, Giang giật để bọn hắn giết thế nào tự giết thế nào. Tại Giang giật dẫn đầu dưới, bọn hắn hủy diệt vô số minh tộc, đem minh tộc cường giả gần như chém giết sạch sẽ, hạ vũ đều bị diệt sát. Trong lòng mọi người, Giang giật là không gì làm không được, bên cạnh hắn còn có một cái thượng tiên, chỉ cần tìm được Giang giật việc này tự giải quyết dễ dàng. Nếu không dùng năng lực của bọn hắn rất khó phá giải hôm nay chi cục, coi như có thể phá giải đoán chừng nhân tộc yêu tộc cũng chết đi không biết bao nhiêu. Bọn hắn biết rõ đi liên hệ Giang giật rất nguy hiểm, khả năng này liền là hình sử đại nhân mưu kế, vì bức giang giật ra. Nhưng bọn hắn đều trong lòng còn có may mắn, bọn hắn cũng không muốn giang giật ra, chỉ là để giang giật cùng mạnh nhanh nhắc nhở một chút thôi. Làm sao liên hệ giang giật, đó là cái vấn đề, dù sao bọn hắn đều không thể đi vào thế giới kia, không nói tìm tới giang giật, đưa tin đều không được. Một đám đại lão tổ cùng một chỗ nghĩ biện pháp, chính như giao chỉ thượng tiên cùng cô phi thượng tiên suy nghĩ, các nàng đối giang giật không hiểu rõ, không biết làm sao liên hệ giang giật nhưng thiên phượng đại đế ngụy thiên vương bọn người lại đối giang giật hết sức quen thuộc biết rõ sở hữu tình huống một đám người hỗ trợ nghĩ tự nhiên là dễ dàng liên hệ giang giật không được nhưng có thể nghĩ biện pháp liên hệ kha lộng ảnh liên hệ y thiền liên hệ chiến vô song liên hệ y phiêu phiêu bọn người a à. cũng tỷ như y thiền tự cho y ra chi thứ con em lưu lại ngọc phù bóp nát ngọc phù y thiền liền có thể cảm ứng được liền biết thiên tinh giới xảy ra chuyện y thiền khẳng định sẽ đi tìm giang giật Ngụy Thiên Vương lập tức phái người hạ giới, đi thiên tinh giới liên hệ y ra chi thứ con em, lần trước Giang giật vốn muốn đem tất cả mọi người mang vào, đằng sau hạ vũ ra, liền không có đi quản còn lại con em, y ra chi thứ con em cũng không có đi vào. Cưới truyền tống trận hạ giới rất nhanh, những cái kia đi vạn tượng tiểu giới truyền tống trận rất nhiều đều không có hủy đi, chỉ là mấy canh giờ quả nhiên tìm được một cái ngọc phù, Ngụy Thiên Vương cùng thiên phượng đại đế bọn người tự mình đi thiên tinh giới bóp nát ngọc phù, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Mọi người không biết là, thiên tinh giới bên ngoài hư không bên trong cô phi thượng tiên cùng giao chỉ thượng tiên lẳng lặng đứng thẳng, mà phía ngoài bảo vệ quân đội thế mà không ai phát hiện, hai vị thượng tiên lặng yên dò xét thiên tinh giới, thiên phượng đại đế đều không thể phát giác. Giang giác, y thiền cùng giang giật cùng một chỗ ngay tại tiểu hỗn độn bí cảnh bên trong, lần trước không có lập tức đưa đi giang giới, trong tay nàng một khối ngọc phù vỡ vụn, y thiền sắc mặt lập tức thay đổi. Hưu, nàng nhanh chóng hướng một ngọn núi bay đi, giang giật tự xếp bằng ở sơn phong bên trong bế quan, Mạnh nanh cũng tại sơn phong bên trong, người bình thường không biết y thiền làm sao có thể không biết. Ừ, Giang giật cảm giác có người đi vào sơn phong đôi mắt mở ra, phát hiện y thiền trong đôi mắt cấp bách, hắn đứng lên nói tiểu thiện như thế nào. Bên cạnh ngồi xếp bằng mạnh nanh mở mắt, y thiền hướng mạnh nanh chắp tay, lúc này mới nói ra, thiên tinh giới xảy ra chuyện, ta lưu lại ngọc phù vỡ vụn. Xảy ra chuyện, Giang giật cùng mạnh nanh liếc nhau có chút kinh ngạc, mình tộc cường giả cơ hồ bị giết thiên phượng đại đế bọn người cùng nhiều cường giả như vậy cùng quân đội đều đi ra làm sao có thể xảy ra chuyện hình sự đại nhân mưu kế